application này bà chia cầm ru application mới nè bà tổng tập nhận thì vô tập ra cho mọi người phục vụ lì đại thiết bộ để nơi không đại tập bé đại trong màn design đó cứ trong bằng bài bia chỉ bị cầm nè bà trong bài chạy bia chỉ bị cầm cứ phục vụ lì hay nâng phục vụ transaction nhà nè bà nít cứ chia cầm ru mới để nhận thì ai vô tập ra bàn nhận thì tập chăm nè bà person bà dương design đại tập bé bà dương tới ban chủ nhân bằng bài thiết bộ chúng mình để thay dạng hỏi nát của dương trời tầm yên mạn bầm bảy phong đại thế bà hỏi trang bầm bảy thì bộ nắng cứ trong bài chạy phía chỉ pì ra phê tiền cứ phục vụ lý hay nâng phục vụ transaction thế bà phục vụ lý hay nâng phục vụ transaction hả bà miền trăm đại tập bè để dương màn design lại bà dương tầm mượn đồng tiền thế bà chân tôi chưa miền được không đi sao nếu khi đại tập bài bọc sọ và dường trở bà nếu khi đại tập bài bọc sọ và dường đại là không đúng trong bàn nè bà liệt chấm trong bàn tổng mô tình này hỏi trong lý tranh chia object tầm khăn khăn đang buồn này thì muối nè bà entity menu đại bẹp quan chúng mình được bẹp quan được giống miền này khác tầm rạp system bọc sọ với nè bà miền customer miền vendor miền này đến miền này gọi gì thế bà hỏi sinh dường miền ấy item trong này trẻ sẵn trong miền mạng bảy tiết nhé bà cho mình bảy tiết cứ sell transaction và check transaction hay là adjustment transaction thế và chắc đọc bên dương chắc đang develop nơi application dương tự develop dương tự sửa code đấy và cho tự front end và dương với cứ chấm nơi đại sản khán cứ nhóm bấm bay nơi thì bò và dương nhỉ ôi dương tự sửa code mấy sửa application mấy tầm mấy ai thua ca cho mỗi nâng đại tầm mấy nâng ba chứ mà đại tầm mấy và dương miên mãn là lợi dương mơ miên bấm bơ thì bò trong người thay dạng hội nát của chúng ta là miên mãn bằng bằng form này thế bà tới tập viên bằng bằng form này đại form thì mua và dưỡng cứ form ấy form customer form thì bí cứ form vendor form thì bay cứ form employee form thì bốn form item thế form thì pram form sale form purchase form ấy adjustment thế bà chất trong bàn dây là mấy trong bàn chạy nữ thì bôi bọc nhóm chỉ phí ấy phí bọc hệ tiền cứ bộ bộ lý nâng bộ bộ ấy transaction chẳng phục vụ lý mình này khác phục vụ lý nè phục vụ lý mình thì bỏ lại khác mình customer nè mình vendor mình employee nâng ai ai thầm lý phục vụ lý chẳng phục vụ tài sản và phục vụ tài sản như mình sell nè và như mình purchase đây nâng ai vậy adjustment nè và hay nâng adjustment lý cứ chịu phục vụ tài sản đấy và phục vụ tài sản mua là hai đấy bằng trong một bài viện chân làm bài nghi xu là dương trầm năng nè nó về thì dương chập làm từ develop application cứ phục vụ ly dương develop cùng ru tại mùi cùng ru tại mùi nè bà cùng ru tại mùi ô thọ đôi form nè từ form customer ly nè bà form customer ly chẳng dương develop ban cùng ru mùi hết xâm nhập customer ly chẳng vendor ly mấy đôi khi nè nè bà dương đôi ta thấy bộ mà bạn này customer ly vendor ly item ly employee ly tùm rung tại mùi khó tại table khó tại column này nơi trong table nâng tại bản nọ thế cùng rung form cứ tùm rung tại tại mùi nè bà cứ tùm rung tại mùi toàn thế bà này nè bà sầm khánh dương design table bàn trâu nè bà và dương design table mình bàn trâu trâu tế chẳng cả develop application và dương ấy có khó tại tâm nâng này nè bà bởi structure database và dương design khó hãy cứ khó hãy nế toàn thế này vô cùng nó một trong cái bà cho trẻ dân vinh trẻ dân vào bên dương vinh dương minh cùng đủ sinh nổi tiền nế bà cho minh cùng đủ ảnh nẹ nọc như tập tiền thế bà chứng sell nế form sell form purchase hay nâng form adjustment dân như mấy nhưng tiếp lọc cùng đủ nâng tại mùi cho một cái gì mà nế bà khó tại thế bộ để dương trời vô tầm ra tập đồng nè mà chân trong tầng cài ao thì ngon được kia nè bàn tay lùm hạt mà giờ ní trong ao nhẹ nhàng thì vừa cứ trong thua tập form tập mũi thì cứ form customer còn tại trong miến chúng nón bay tầm rung
đại dương trong vô tùm rung mùi nào mà bảo này không application bởi dương của bạn này rứa có dương ai design nơi user interface đợi khu này mùi tiết của bạn này nhé phơi dạng nào cả đổi có trừ đại miên sẽ cao bằng phía buôn đại xong khác đại mà này khoa bạn được á tiền tình này bằng hán insert tình này cải bài tình này hay là ấy lục tình này nhé bà sẽ cao bằng phía buôn này đại dương hai ấy crack operation nhé bà dương hai crack operation được á design mấy cái bạn này, ao tại mấy miền sơn cam phía tiếng, tiếng buồn nừng nhé bà, vô tới nhà là nên vô là, nó đi vào lòng application cứ nơi tập anh nhé, mình tham web, mình tham mobile, mình tham desktop, đi khóc tập technology đại dương tới vô mà prao tập anh không, nó bây giờ dương mình xoom dùng nguyên technology rồi bỏ mobile chân tới, nhé bà, chấn những ai đi vào lòng mobile app của bạn, rồi mobile có prao DB mày, web có prao DB mày. Né bà desktop có prao DB mày. Né bà chấn sroc mà vĩnh. Bà scalability miễn ta bắt đăng ấy. Né bà application để dựng develop máu cứ mình chào scalability tiếng 4 ni thế. Né mình chào scalability tiếng 4 ni thế. Chấn ngày ni xong cái application nó nói nhận này vĩnh. Thở á, xong bạn bằng hành khá khá cái cái mình sân mình thở ấy. Bà chấn né bà dựng chơi một căn application nó tầm đó. Đại ni cứ chưa cầm rung tí 1. Né bà cứ form customer bây giờ đại dương ai phụ ca connect tới căn đại tập này nấn tin tên này bị tập bộ customer mau bằng hàng mình tâm tại tin tên này mau bằng hàng thế dương ai phải chú tên này thay mới dương ai update dương ai delete nó ba tên này trên bị đại tập này nấn bạn toàn đấy bên đấy nè bà họ nơi cùng ru tp cùng ru tp cứ xem đại nơi khấn ống bà xem develop form mùi tiết cứ form nước miền trung một tháng customer thu đấy bạn chân này nó tới develop tiền bay nhưng mà trong một vịnh phần đấy là bay application bao giờ application ấy project chỉ cần bao giờ nữa cứ giờ rồi vô tầm mũi bạn hai không chụp nào bay nhưng vô tầm rung nam mũi nữa bạn không chụp nào bay nhưng mà bạn bây giờ mình miền ly tầm mũi nữa nét trong cài ao nít trong ao cầm ru nít trong ao ly tầm mũi thế cứ customer ly phần đấy này tới develop ly nào lắm tới develop ly nào lắm nè customer ly vendor lead, employee lead, hay nơi tiết item lead nè, ba item lead nhưng mà tiền mình trong tập ấn đặt cơ quan ấy nè nơi development form mùi tiết nè development form mùi tiết cầm 3 nhà form nâng vào chỗ thì tới develop form login time tiết máu bàn complete application bởi dưỡng bàn mặt này nè và complete application chẳng xong nâng thay màu bằng tay tầm 4 tầm đại cao tầm 4 thì cứ dương tới develop anh đi ở bàn sân nè bạn chân dương viên mạnh dương viên phong trái đó tập bản năng khởi mạnh phong mạnh này phong phong bật bật này đấy bạn viên phong phong bật bật này phần đấy bật bản năng đâu mình còn tiền đấy bạn nửa men phong nửa men phong mấy nửa men điện nửa phong lọc in lên xin thành tiền nóc dương cứ chạy tài trả từ lâu từ đấy mà nick cứ chưa cầm đủ mùi đi đại đạo như tài trả hả và nick cầm đủ tỷ tỷ thế nhé bạn một liếm cứ bị ba hai tà rạng nâng tầm đó ba hai tà rạng á bà đại dương ai thua cam là lừa tài sản bán nhé bà đại dương chọn edit lừa edit cài prai tên là đây tên chôn này được không tài sản đấy mình được bốn nhưng tôi select lừa là tên chôn nào mùi dấn và toàn thế đấy nhưng chọn edit nhé bà viên đang bảo hành vô mùi tiết đại an nhà đại dương thua ca cái prai nhé bà cho mình chọn châu thứ mấy nhưng chọn bản thân nhiều máu viên đang bảo hành vô thứ mấy mùi tiết đại an nhà đại dương thua ca phải châu tên này được không này nhé bà cho biết delete nè bà delete cứ dừng sẽ lại máu viên đừng confirm dừng tại dừng vẫn chỉ chóng lục được khỏi thằng này nọ thật á bà sẽ cam mà tiền buôn ngày chưa mua được than đây sầm khăn nhé bà đã application mà dừng mình ai khoảng bạn tới sẽ cam mà phim tại dừng từ phớ biết tập lần này nhé bà đó chân nơi tổng đồng tí bấy có mình sơ lược này đại thật á cứ đoàn tái interface vào biết nè bà dừng em chúng tôi vì sao không tích nó bà và thay vì lừa tổng đồng tỷ phí tổng đồng tỷ phí vì bà hành lý nắng lý customer nắng vì bà hành pin tầm đó tại nếu trong bà hành ấy bà hành tới chung mùa chơi đi nế bà hành tới chung mùa customer thì nế và tổng tiết nhầm trong đơn quà mình mất nhầm sẽ lấy lừa tệ cho nâng tất bằng vì bà hành quà mình mất nơi tháng hành truyền đại vị nế trong bà chỗ thầm mấy vì ta bảo phong thầm mấy mùi tiền này nế bà ảo dương bà chỗ thầm này chân sở rộng vĩnh phong tiền bấy nâng application tiền bấy nâng á cứ mình chạy ngay trên phí sẽ cầm một phía đang mãn đang buồn đừng tì tiên tình này bảo bằng hãi và châu tình này thì mấy cái phải hãy nâng tí
lý lịch nó bà hay nâng lục tình này tới bà đằng này nhé chắc là trong nít trong cài ao tại mùi tiền đấy bà trong cài ao tại mùi tiền nhé bà chẳng bỏ toàn thế chăm vậy thì to tiền nhưng cái tục về liền nó ngồi nhậu thì ăn bọt mình nhé mọi tháng bàn vợi giọt nhé bà từ trong tiền lâu này chắc là dân chập đầm từ mưa đại tập bay dưỡng dẫn nhé bà chân dân châu từ HL server và dưỡng nhé trong kênh này cho anh HL server chậm dẫn là dân chọn prau prau đại tập bay mùi nè nhé bà đưa cả dân và cả đại tập bay mấy của bạn nhé dân prau đại tập bay mùi nè đồ toàn miết nè bà chân dân và cả mấy của bạn nhé trong và cả table customer nhé bà giả đảm lớp trong và cả đại tập bay mấy mùi máu chúng ta là đi bi đôi mùi không miền này đã đấy nghĩa bi đôi mùi này đại tập bay bao nhiêu miền tây bò đấy miền tây bò customer nữa là ở toàn miền đấy là trong cả tây bò thay mùi tiệt chứ cứ tây bò customer bao nhiêu đấy à chẳng tập bốn cứ customer đi và nhưng prao và pattern này về chị integer hỏi xong tàu cái property là bò customer nâng mùi tiệt identity đấy và identity này cứ xem ao ấy đại tập bay trên nét trên internet mà lấy riêng ID ở trong đó xoay của họ chẳng có mặt trăm mạch vào chỗ tên này nóng cơ lập mùi năng tế nhé và hơi mình trâm bình năng tế chúng sẽ viên chiếc primary key tiết nhé và sẽ viên chiếc primary key nhé và đảm bây dưỡng chọn lấy sinh dịp mùi tế bộ lần tay tiết nhé và primary key và tổng tiết mình phía lý customer name và customer name khi ông prao ân và trá tại sao ta khi ông trở cá vào chỗ tên này Unicode để chẳng thành thói nhé à toàn tiết company name và chúng ta ấn vào trả đấy nhé và mình tiết phone và lấy tu sắp chúng ta vào trả bình và trả các bạn ấn vào trả các bạn đấy sao chết thế đấy và đúng không và phần nãy dương consider hỏi tới phần sân bờ application bờ dương miền Unicode đấy nhưng dương vào và trả ấn vào trả đấy và email có vào trả đấy website nè bà đưa co address thằng đong đấy nè bà address chớng address có khi ông prai vậy bà và trà đưa co ân và trà các bạn nè bà rồi lại phải chỗ này hai address chúng ta ở thông tích cứ đào tam rồi tua sổ nè bà chớng trong phi là address nấn cứ từ xa address dương address bây giờ vì chớng chúng ta đào tam rồi tua sổ thằng chớng nè bà đã hạ sấp ai nhặt cọt nè đã tôi biết cộng cả chớng và default là với 20 mình trăm rồi vậy nhé và trước trong đoạn sale đặt cho mua thì bỏ vào dưới máu thì bỏ chống chúng đặt cho mua tại cái customer và đấy ở trên giờ này dừng refresh thì nó dừng thử nhé và ok bạn ấy nick chưa đặt bài bây giờ hai được đồng ý ở toàn miền tình này vậy được nhé và chúng sẽ lấy mới tới ở toàn khi miền tình này thì nhé và chấn dương cho bạn làm vô đại tập bài nâng tập prao prao chung với nâng application và dương vinh bắt đầu tập lắc và main out user mà prao prao đại tập bài nâng thế này và cứ dương tự develop nữ front end application là bây giờ user có prao nế và chân dương tự create project nơi khăn ông Visual Studio bây giờ nhông bao Visual Studio trong create project thầm ấy nế và anh chúng ta vô project project Windows Form app đặt này phải mở nhưng đã chung một project nâng nhé và nhưng đã thả C B đổi mũi demo nhé và C B nhé và chúng ta đi tăng trong ca đã xa tụng một project nâng chúng ta nâng khăn ông trái tí folder B B đổi mũi ok ở chúng create chân dân nâng tập tụ bàn project mũi đã toàn biên là mấy thông ạ thế và chân dân chạm rằng design user interface hay màu này và chấn trong ba này nick cứ chụp project được bọc chống đã ở toàn miền đông bắc miền tây form mui tờ design này và từ form nâng miền trung ấy form bốn chấn nhầm vô form nâng thôi chụp form customer đầm đòn tới chấn trong rename form nâng nhầm đồ mua vía mua form nữa nhầm rename tới chụp form customer mình nhé và chấn dương từ miền form trang tiếp tới đó miền form vendor form ấy tiếp tới đó chúng dùng cái này nó không project với dân này mà dân add mà dám add form đấy và hãy dân đại cho một form dân cho mười form vendor chúng ta đấy và nó miền form gì tiếp
form employee form item tới bà form sale purchase hay là adjustment tới á bà nó không phải chạy nhận phải chạy tại mùi này bà chấn application bao dương liên thông tính đấy bà bao dương chi dương liên thừa đấy bà đã có này đấy trong penix trong cài tại customer ở mùi đấy bà ni form customer bao dương chấn đi tới mùi cái line program tới ta vì ran trên bị form customer nâng ngon ok ran trên bị form customer nâng hơi bà này nhé bà phải cho bán nó tuần biên đây cho ngon đấy tại thì ra chân từ bốn từ na ca từ bốn từ thứ bảy design user interface và toàn biết đấy ghế set property và toàn biết set property hai chơi biết sau sẽ code mình chăm sóc tầng bay nữa ấy và click on link ở trong bên nhỏ nhé và ở trong đàn to chân nhân chăm đàn đấy và chân dân cái link từ application bây giờ mình đọc tiền nick cư chi interface của application bây giờ nè bà nhưng cài nè lời con trong ban là tùng luôn mùi nè cài thì mũi cài thì pí được rồi thì bấy bà đúng pí thì mũi miên thì pí thì bấy nè bà bà vậy nè bà chân sống lại cho bà thì mũi đâu bà chân dính đồ ta thì mũi này và nè tí mùi đấy và tí mùi cần là tí pí dương miên form cho hình dương thời tập bạc form mùi tiết thế và bằng sân chia tới cá chậm trong cài tạm cầu tạm nâng nè và tí pí hay tí bay và ai như thế nè và đó lấy dương cái lịch cho mình đây là lựa form ní môn tập bốn là p thì dương tập bốn nè và cứ dương tập tin tình đấy vì đại tập bạc máu mau bằng hai user gặp thường dân đại dương khơi nơi ní ca bằng hai tình đấy bồi dương bằng hai pí lại tìm mua dương và hai nơi tảng lý chung hóa tệ chung tiền ọc nơi khổng nền được trong control mùi này control này cứ dương bà control mùi chung hóa data grid data grid và data grid view và control này cứ đó là tập hiệp ở dương customize bán trang mình tìm control này vì xung bố bài mình tìm bằng đáy có bà 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 đài bà nó bây giờ bà gọi dương customize bán trang dương dương có bà 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 đài ạch văn đưa vì thay tiền và ai mùi tiết cứ ấy cứ dương miên control mùi chùm đồn tiết đá bằng hai bộ đồng ý tiết thằng ấy nó phải là bảo vô một liếm cứ dương viên bà hai dương khơi nhận lưu tay bóng này khơi control nhé nhóm cài ở bàn thế này chùm bật ở đâu user có cài đi bởi user có chọn cái tao ấy có chơi đi dân nhé và có chơi đi dân bán dương ăn ở nhà tại quốc ai cài bài tình này nâng bạc đấy và chẳng mở dân cho con cho lòng cho nhận ít cần ai cần xe một bình mắc bà này viết bật control nâng bình nhé và chắc những khơi cái lại để dương bà hai tình này nó miên mãn miên pi cái lại đấy từ block hàng lớn ní và hai nâng ấy block hàng cầu hàng lớn ní cứ bao ngọc liếm bia bà hai tầm mãn tầm mui được kho thì ai được kho tầm bộ ai dương trong mơ được kho và to tiết dương thưa mày dương trên đây gây sinh bản thân mà dương mà này đó và đời xa thì dương miên tập pi được kho tới mà này previous first last đó và miên bản thân bốn nâng ao tình gì này gây sinh bản thân cứ bao cái mẹ nè như tôi chăm tới nát bà bản thân tiền buôn như vậy chứ bản thân là sản phẩm nè và bản thân next bản thân previous bản thân first hay là bản thân ấy last sai lời dương thì giải cho các nhóm tham ấy trong pra tận đây chúng muốn đừng previous bạn ấy chơi pra last hay là first nè anh nó có bạn sẵn chuẩn bị nè bạn chắc những chạm đạm từ bộ nâng cứ dương từ tin tận đây bị đại tập bạn thằng ngọ sinh đó mau bằng hai user còn thường sinh chân dương từ bộ dương thì giải user nó phải nâng ở trâu cho mùi nâng application để dựng trở cả nâng sân áo nế và chân dựng cho ta application bởi dựng ní nơi này bình nhé và bà này chân tập 4 trong tiên là bè mùi sẵn và chúng sạch phone via điện thông tí là nâng cứ thay thôi một phone mà dựng tử dựng design mấy cái đó dọa cho xa nế và chúng mà bàn kết lương sàn xa tí sàn xa tạm thêm thôi thường này chúng ta thả customer lead nế và nè nhóm đạo viên là càng lời đi và to phi là bè nâng máu trong miền là ghế nhóm miền bản thân cứ navigation bản thân thế và chân nhóm navigation bản thân chúng nó buồn ok nè và ní cứ bản thân ấy và trong đồ ấy bản thân last nè và trong đồ chung một vía ấy cứ bị thì ấn last và cho bản thân đi vĩnh cứ bật thần nick nhé và bật thần nick chẳng khi mà pra icon này trong pra tạo sò thế là mấy lươn đấy và chúng ta phải chạy
dương ai tự mơ icon lơ internet máu tạm máu và thay thôi vì mơ ta miền sông phòn phim thay tiền nè và prà rupee phim prà ít chăng nhưng khi được cái này thì nhất cái prà rupee prà ít chăng ta nên icon đấy và dương ai ta sử dụng mơ icon là prà đấy dương tự cài lớn chẳng xem prà tại cái này và nhưng prà sẽ nhà tôi nhà thông nên dùng một chim nuôi nè và nè và thân đi vĩnh và thân đấy anh ấy và thân này previous bộ cầu mùi được á và bộ cầu mùi chấm hiền cho anh ấy bây giờ previous nè và previous và nè và hay và thân tập bộ nghe cứ và thân này first là bây giờ chơi viết viên đường lâu tập căn record tập bộ kỳ bằng mắt nè và ấy trong cài vào thì tập vào viết đấy first bao nhiêu nên đây bây giờ chân bản thân bây giờ bản thân đấy bạn nói sao bản thân này viết nó miên bản thân nhu và thân xeo từ ác bà thân nhu và thân xeo về chương trình tiền nhé bà chẳng như mơ cái lại đi chẳng bản thân và top cứ bản thân ấy bản thân nhu hay là bản thân xeo nhu hay là xeo nó chỉ cu được bỏ bìa đấy tập bây thì dương trong và châu đã có thằng mấy dương trời lên trời nhu dần tập bây trời lên nhu chẳng application mà dương nhận clear tên này là không tách bọc chào được nó thôi ác hãy bao giờ dương và châu tên này thằng mày đó bà nhu cu cho mùi này xeo edit cu cho mùi đang áp update nè bà delete admin để cho delete cứ confirm vô món xui dương thầy dương bắt buộc chỉ chọn lục record đăng minh được rồi nè mà tập vào ngày chân dương click từ mưa cái này nè bà click từ mưa cái này xin đó chân xem chọn đam design nhà ấy bà bản thân ní cứ bản thân nhú tôi tin đây nè bà btn nhú nè bà xem đặt đặt vào phía cưới nhú nè và cu cho môi đấy xéo nè và nó cứ bị điện xéo và họ xong copy làm đón và nó cứ bật thân này edit nè và bật thân này edit cái tay chỗ đã thay edit đây bản thân ấy cứ bản thân ấy update nhé và cu cho mùi nâng edit nhé và nấy btn update nè nâng bản thân mình biết đấy cancel nâng ở chào bàn tế của ấy u thọ tại khi chơi nhu tới bên tay mấy khi chọn ở kia chọn châu vĩnh khi bắt đầu chật vĩnh như ấy ai cancel thì mình nhận nhé và chân nhân tâm biến bản thân mình biết cứ bản thân cancel nhé và btn cancel nè và toàn tiền đấy đầu tạch vào bia đã hai cancel nè và ok hai nâng trong cái cứ bật thân delete nè ba bật thân delete nè và delete và btn delete nè à tiền bà đấy bà to tiết nhưng tầm miên đấy tiết tầm miên tách bóc tầm mua chùm nún tầm bấy bà hai bò tầm miên tầm bấy bà châu tầng này nhé bà hai tầng đấy nó bà châu tầng này chẳng cà riêng trong tách bóc và dưỡng cư ấy có dương riêng từ tam khẩn lâm rồi bỏ tay tầm bấy bà dưỡng đại chẳng thể bò bà dưỡng miên khẩn lâm cho nôn màn miên là ní miên bà mùi thở ác bà chẳng cú viết sẽ tạch bóc đó chẳng dưỡng mấy bê ná dưỡng cú bà chạy bóc dưỡng kịch mưa bà ná dưỡng bà tạch bóc lại khác nhưng phải cầm bộ bọc ấy xin tới nè bà ta tạm được tại cái lại ní rất là so tầng hoa chẳng xong ra tách bọc ở user cấp cho tầng hoa nè bà chẳng xong ra control ní tục ở user cấp cho tầng ấy cứ xong ra tách bọc nè bà tách bọc tổng tiết cho mình là bè và tìm mũi tổng bộ kê ní cư ấy cứ thả lâm tổng bộ kê là bài này trong ở đôi chung mua tế của khi ông ở trời cao bảo vệ dây cốt trong đôi tập tạch cứ customer ID thế và lâm tập 4 và mình customer ID và tập đi customer ID mọi người và customer name và tạch bọc này trong đôi chân này hiện tại chung mua viết hà thì chỉ customer ID của tạch bọc này tốt bằng hán tên là nấy customer ID cho tạch bọc hàng cao mì bánh cứ tục bằng hán tên là nấy customer name nè bà customer name chọn là bé chấm đố đại thá
cảm ơn em đài nè và trong copy việc tỏ tiền máu dừng là sao mán buồn tay bọc tiền đấy và nè cho nhóm phạt đường đấy và copy phạt hãy dừng đồ tới chung mua các bạn này à, tay bọc tỏ ní và tỏ bị customer name máu cứ company name nè và nhóm bà ca trang đấy xong giờ nằm cho bây giờ ngọt cho nằm tí bác mơ bình tĩnh nè ba bác mơ bình tĩnh tại dùng dân cô tập cả tiền lệch lại nè bà từ tam đây tới bây dương cái nè trong bản dương gì mấy tại đây tới bây dương design khó cứ khó hà nè interface thì dương sơ xe thì dương develop nó cứ ấy cứ develop b từ tám đây tới bây thì dương bán bằng cả nè bà thì dương bán bằng cả thì nấy cứ company name nè bà bắt đầu cái company name mọi cái company name nè và và đọc cái company name đó phone nè bà thì chỉ phone ok cái tịch vào ví đã đấy phone nè và đọc cái phone máu cứ email thì chỉ email đấy là bé cứ bà hai tập phần miễn email nè nâng trong cái này cứ address để ra trách vì riêng về hình tích mình chẳng dừng vào tách bọc đáy phần tay tách bọc nắng cứ khi nhóm tới đâu property vì mùi tiết cứ mà thì lại đồng bây giờ user còn ai và chỗ cho ra rô bàn nhé bàn chân trong tiền về hình tính máu rồi nhé và nó phê điện cả cái property mà thì lại nhưng ai và chỗ tình này bàn cho ra tốt nhé và hãy xong ô viên ta đạt lừa bình ô viên đạt lừa này bình nhé và tầm này bình nghe dương design mấy cái đó rồi mở tới tiếng xa anh tình sẽ chất dương ấy mười mấy bàn sát đã tầm tầm năng tầng nét và dương design tầm năng tầng và nấy nè cứ chỉ application bậc chồng chẳng chồng tiền vì mà này tính máu có mọi việc tầm học bếch nè bàn tầm năng nét yeah. Ok à, mình trong tầm năng tì dương nâng miên này tiết nâng miên đại tạc green nâng hàng cao mùi tiết rồi đó và đại tạc green này nè bạn tái dương cái lịch từ mới chuẩn bị xây bộ viên ở nền mùi lịch chung hai giờ lại nền tây nhé mà nhưng mà lỡ bao một phím dương khơi phom như hai tập này hết rồi á mà nó phê được trong bari bồm từ mông phom như thế để mới nhầm bari bồm từ mông phom dương khơi như mấy mà dương khơi chuẩn bị xây cứ đại tạc lịch mấy về lịch tạm từ á mà phom dương căn là thống về lịch đại ta lỡ mấy à tì đấy mà chân giờ mưa cái lại nền đấy và chẳng bật sân chỉ dừng chọn ở control nam mũi vì mấy vì respond từ tam size robot form mà dừng chấn dừng từ mấy dừng trao property đọc bây giờ nát cái lại này bà dừng lên trao property đọc đấy bà u thọ đặt trong maximize máu dừng cơ nhé đại tập kinh và dừng những cư vật định phần này à tập bây được trong và room cả lâm email dừng cơ nhé dừng cơ cái lại nhà trai ni mấy vì đi room từ tam đường này thưa mấy cả đó cứ source space của mán cứ cầm trong cái này viên năng phân định ở bình làm đó nè bạn chân liên liên mới tới những cái ta tạm năng nè bạn thử mới nhận biết sao mà trong phần năng ấy những ai customize đồ color select nhé pay select nhé dương ngọc trang là viên select tới trên bỏ kêu những thế mà tới ở xa chắc những ai đồ tôi bỏ ai xin những cái nè bạn những tới chơi được color à nó cứ chia càng nghĩa là bỏ UI and UX design như nào nè bạn chơi được vô color mà vào phần chính chính đấy và cả chơi được color cứ miễn sao chúng ta này color chúng ta dùng được máu oxy một cái gì dùng một vài một cái gì bạn đã tới cứ tranh một lẹ tại dùng thường website một cái dùng từ bạn mới tới dùng thường cả chơi được color một cái mình đây nhé color khác kia được máu cứ mới tới cứ tới cái gì là mong đấy và đặt vào chỗ cái gì tới cứ mới tới miễn sao phong là yêu mà chúng ta được color đấy mới trình diện này và chúng ta tiến và phần tay mình viên được thi sát được color kì đấy và cái miễn thi sát được color kì những ai tâm ơn là lời YouTube bạn miễn video UI and UX design chả ra nè bà mình khóa tên giới tờ thì rõ dương sở bộ còn nào ai cả xa tầm hoặc nâng cư thì dễ chịu bị sao lấy tầm năng này nè bà tỏ dương to ta điên chân cả lại đi nè bà trong trong chơi bình nè control khẳng lớn đi cứ nhóm proud space bảo mãn nè bà đầm bày ghi xôn ca thì giá nhé cả lại đi cứ nhóm nâng vô viết đạn nó không phải nè mùi dần đã nó không phần nền mùi dẫn nít phần nền đấy và nít phần nền chắc xong vô control tập ăn nít ta đã nó không phần nền đường bình nhé mà đồng bây nhóm nghi xuống
cầm nát ao data clip thằng cầu chắc nhung vô control từ mọi ní mũ bia mà đại được nóng phần này nè nè mà đã phần này đi vĩnh hay xong ô phần này đi từ lưu bình nè mà hai phần to mà tiếp xong cài property rồi bỏ phần này lớn xong đại từ property đó từ top mình này thả ao phần này đi về đi từ thằng lưu mà ngọt này này form mà dừng nè mà ai đâm bay so space mà mán dừng tục prai cho mũi đường control xây tiền nè phần này hào phần to mà tiếp bạn xong tiền data clip mà prai bình nhưng mà cái này đi nè và xong tiền vô data clip mà prai bình data clip view nè data clip view nè xong tiền nhưng mà đã máu và to mà tiếp xong cài property đọc rồi bỏ data clip nắng nè data clip nắng xong cài property đọc bỏ biết nè đọc nè xong cài từ field mình để thả source space của mình ở data grid nắng vì bởi vô bình từng ở tầm đó nè cài bị control hàng lơ để cho mình design hai ơi đứng á và chân data grid nắng cứ vô space từng ở để nó sort chân chúng đọc vô field mà chân data grid nắng vì nó see space này nó sort từng ở nó bỏ form vào dưới nè và chân đặc biệt là dương bởi vì room dạng này cái đó dương khi data grid đấy mấy vì đi room tạm tại nè và vì đi room tạm tại cho đặc biệt nhiều máy gì máy vì maximize tạm tại data grid bởi dương khi nâng vô bình space này nó sort từng ở video từ từng ở nè này cứ chỉ chụp nội mũi để dương thời tiền tạm làm bay design UI bởi dương ao để sponsor tạm tùng hôn mấy cái này chỉ chính nè xong rồi desktop application viên miền chụp nội bị bạn chỉ tra hình để lên chụp mũi nâng responsive nâng miền là bộ web thì này cứ chỉ chụp nội vì sách là bỏ web application thật lắm và đại lưu để sponsor web đó và liền vài bài nè và thả ấp lưu trọng vào đây nhé và dương sơ xê dặn đôi mươi đạch tựa và dương sơ xê dặn đôi mươi đạch nhờ vào trong dây ta mấy dương có đau tạm bây nhưng mà bán cho ra CSS và ai thì mở CSS hai dân ấy chào bà script nế và bà chè lại đừng nế và bìa chia chúng nó bị dài mũi đại dương tới và bắt đầu là vì bán cho ra vì bộ viên mình nên ra dùng đạp tập web tì xong bây tập mobile và bộ hybrid app có mấy có vào technology tương ngọt năng đại nhé và đôi khi này chắc những bộ mà bao dương bình chắc chúng tôi chúng mua đại tập đến tỷ dẫn nhưng đã thả đi chí customer nhé và đi chí customer cảm nhận này đấy được có đại chấm đi chí customer lịch chẳng tạch đi chí mau bị biết đại cái đại tài grid nó bạn đại tài grid đấy và giá đấy mà nên cứ chỉ prefix để chúng ta nè và ô tay bọc này toàn mang đồ bọc này tay bọc này cái thì chi address hai nhưng mà đấy ca design user interface một nhóm trong ban mình chọn bài thơ á mà ca design user interface hay những sách pro thì ban mình chọn bài châu tầm lại ca thì bài được nhóm người vẽ sơ sơ cụ được đấy và cả lại những ai được dùng từ thì trả nè và chấn được không ca sơ sơ cụ nè và trong từ prapra class mua chủng luôn đại sùng cảm cảnh nè và đại sách được nông namespace system dot data dot hl client chia library mui đồ bỏ hl server đại prao xâm hạp thu ca chung mùi nâng hl server bắt đầu nế và đại class mui chung mùi nâng class tìm mùi đồ bộ kế cứ class hl connection được và khi mà bạn lùm ẩn trả thế nế và chạm riêng ú, phụ dưỡng ẩn biên nế và nó tạm mùi tiết thế ta, chân đồ bốn mục chia và lòng state và dưỡng mục chia đại tập bệnh application nâng nét và mà cho lòng thật nạp bản nhà bạn nè, và cho lòng thật nạp bản nhà bạn ok à đây, nạp bản nhà bạn kia mình một mục tiết để riêng xí xác đại chứng nét và chân nhỏ bạn đào tràn ấy chăm có tiền là mục chia nâng thay bản tràn và là ngay chân chúng tôi phải qua đàn vọt vô thầm đồng đó nhé mà chân tập hôn dương kỳ mới nè trong tập một clip level form trong châu mọi event mỗi chung mọi cái event lâu thằng ấy và event lâu ní vía execute vía tầm nào cá là bây giờ bao form một clip thằng ấy mà chúng to mà tiếc trong và cả hạ thề mũi nơi hàng lời ní đấy và profile vía cứ hl connection nhé trong c hl connection hai vía chỉ class mũi đại là sa tục là trong name space mũi chung mua tháng system dot data dot hl client nhé nên cứ chỉ class đấy và mình chạm mấy class nằm bay vào prac class nào mua thì mình được nông nền name space gì từ bốn như tới mấy như tới using sân thử ấy và toàn tiết bạn như ấy bạn như ai create object với bạn nhé và check trong đời vô vi mạc như vị trên này đang nghĩa gì đã object nhấn trong đại chúng mua thà còn lấy tìm mua nhé đại class mua đi
miền tôn tôn là ti mũi prà sầm lấp chuột tụm nẹt tụm nong tơ can đại tơ bay dương trâu chuột tụm nẹt nong tơ can đại tơ bay sân nhé bà tơ can ai chơi sờ bờ với dương sân và to mà tiết bàn dương tin chân ở đây vì đại tơ bay nắng đầm bay vô máu prà là nóng áp application với dương class ti mũi tụm bông thì dương trâu prà môn kế cứ ấy cứ ai chơi connection nhé bà đầm bay bằng cá tụm nẹt nong tơ can ai chơi sờ bờ với dương nhé bà và to mà tiết nhé bà trong chạm đầu sờ xe là con ông even form load mình thấy than là bây giờ bà form một liếm trong ao vía bà tụm nẹt nổ trong ao vía connect tờ cắn HR server bây giờ trong nhóm gì tờ bốn trong create objection nhóm gì con smart new HR connection trong nhóm chạm mạch sờ xe chắc đấy trong một nhóm create connection object connection là con ông form load direct nhịp đảo chắc ba nó ba vận tải trong nội đại sùng khăn này trong và cả thế nơi hàng lớn thì sẵn bàn vào và cả object vào viên nơi hàng cầu ní cứ cùng nó một sống trong trang vô object để trong bàn bằng cả ní vô tập ra nơi nóng even đó tay tiền nhé ba nơi không form nữa ấy bởi dương và cả nơi hàng cầu ní cứ object mùi nấng ra bàn tay nơi nóng even nè even lâu thì ta phải nói nhé và trong trong vô viên vào cả nơi hàng cầu ní vậy nhé và cả nơi hàng lớn hay dùng create instant nơi hàng cầu và to mà tiếp bạn xem sách property ở phía mũi property đại sùng khánh và cứ connection feel nè bà nhé connection string đại connection string này cứ chia parameter robot server hay năng authentication đại dương theo chuột tới căn HR server bây giờ nên chạm ấy về để dùng tra HR server nếu nhầm tài tận dễ hai dễ tiệt parameter cái lại này server name hay năng authentication này cứ chia parameter sùng khánh đại dương theo vô tập tra nó về để dùng sử dụng nhé và trước chúng chạm tới implement là chúng provide parameter nâng chúng đặt thả data source bên đây mấy và server đại diện thời gian cần này thời gian Azure server đại ban tầm lạng Azure server với dưỡng cư chiêm mà sân cùng chú thơm mùi này thế và VSVN dot PC thế và chúng mùi mà dân một trong tòa lấy và có to một tiết và trong thay một tiết cứ instant name ấy và sử dụng bởi vì chúng mùi thế chúng mùi HL Express nè, bàn tay đời xa ta slash nè vì chọn cho mùi nâng khi mùi cho nốn nơi nóng nè, bà chọn cho mùi nâng sở nhà mùi cho nốn đại bà cho mùi nâng phạt đó nè, slash nâng chấn này ní bởi dân là dương chọn bà slash nâng cứ dương tập thay một slash bình dạy bình nè, bà mình cho thế dương ai bà ép nơi kháng mục làm bởi user có đăng thả nâng cơ chế bà chỉ phạt nè và cho thế dương bà slash bình chứ các bạn nè, bà đôi khi này đấy bà đấy thì nếu cứ chia data source bao nhiêu đấy và top đi data source máu nè server HR server bao nhiêu cứ parameter mình top cứ ấy cứ data bay mũi này nè bà chương trình gì initial catalog mà ấy initial catalog bao nhiêu cứ chua data bay bao nhiêu chua data bay bao nhiêu chua ấy cứ C bí đổi mùi nhé bạn chắc như đảm bảo bí đổi mùi nhé đồng tiết authentication ta dương cần đây tự căn để tự bày nâng đòi pra authentication một mùi này window authentication rứ có Azure server authentication nhé và chắc bao window authentication chân dương còn tại provide parameter mình tích đi nhé và cứ ấy trusted connection nhé và mà true tập năng nè ba tập năng dừng provide ấy này ta bây dừng connect tới căn Azure server nâng đòi pra Azure server authentication mode cứ dừng rồi provide username nâng password tại vì nè ba nè chính là cái nông câu nước trong miền Utah môi trường nội dừng sạp ấy này ba đặt trong ai connect tới căn Azure server và giống đòi pra Azure server authentication mode ban đòi dừng rồi provide username mới dừng đại username được trong pra nước trong pra cái SA hay password cái mỗi bị bay buồn như thế về nhóm bạc đấy này về nhóm bạc đi nè chẳng nhóm cần đánh bán chẳng trong ai trao bạc với chi sát nâng cần bạc này nè đào dương còn tại bộ vải được lại đi máu nè thì làm ấy user ID smart user để dương cần đánh cho cái này chờ server nó cứ user SA cho password đầu biết và mỗi bị bay buồn nè và mỗi bị bay buồn nên cứ chưa bị gì sạc nông cao trộn tầm nệm nông tầm ăn HR server bây giờ nhé và như tơ dương nông xuống tớ chám cái lại nữa bò là miền nâng cứ tới tay chám nhé và to mà tiết
cứ dương hai method bảo vệ mũi method là bảo khóa hay cho cái này chân nó tạm giữ object con nè con smart nè con dot open mình chạm ấy anh ấy chỉ object nhất nè và score object score khóa hấp click on link nè mà click on link này chạy muốn thằng ai prapra thiết nam mũi để mình được không khóa được bán tập bốn như tập mấy ba và cả object hai bạn dương là xét cái căn thiết là bảo khóa nó tạm giữ object nè được đấy bà ní cứ xem bà cả object mũi chung mũi con và tòm riết xem bỏ tầm lại từ ao ấy phía mũi bảo vệ nó bên chung mũi đại connection string hai bạn xem hai method bảo vệ mũi cứ method đại open nè bà method open chân là bây giờ dân hai method open vì đừng vô bỏ tầm miếng này vô tập rã là mấy chọn tiền lại trong tập cảnh edge server đấy bà sân chụp cho bạn bán tí vì đừng là lượt error màu kim tại bà cho bán admin trên ấy từng mặt ngặt chỉ đấy bà admin để chơi nào đấy bảo vệ admin trên ấy thế thôi mấy chẳng những ai thua cả nghề và top bị dương cho từ mẹ nấu hai dương thế thôi mấy tiền từ tin tin này tin tin này bị đại bài năng từ mấy dùng mà prapra từ á và tin tin này mà prapra ok chẳng có to từ tiền từ á và chẳng có to từ tiền những ai tay mưa hai phần này dẫn các bạn đấy đấy tao bị cho từ mẹ nấu bàn chụp chạy à ta tạm mưa mưa và mình e rồi à ăn chân ấy thằng à ngặt chỉ từ á và bọn error tí mình để đặt chụp từ mẹ nấu từ bàn này nhé và xạ ta khóc bò ra miền mới nhé và chúng thái bắt mùi bị bay buôn bàm nhé khóc phát vượt đã phương mới bấm kênh đây cho bán trên error prime nhé và alert một cái lại nhân phương nhé log in fail for user SE nhé và nhé và nếu như mưa error ta đang tại tập đây nhé và đó to ta tiết và check chồng đô phát vượt đến với nhỏ trở trong thời gian miền pi á là không câu nước miền đó đấy bà câu nước miền ở hà trong ao chẳng pi bà từ mười câu nước ấy bà từ mười câu nước nữa nè trong comment đấy bà câu nước trong miền đường ở hà trong thời gian càng lớn cứ gần đây đòi prapra window authentication càng cao nít pra edge server authentication nè và đấy tỏ dừng tới tiếp và top bị nhung gần đây từ căn edge server đường hà trong giờ tôi mới tiền tin tình ở đây nè bà tin tình này à lấy dương tài ca tin tình này bị tài bò mũi nè và customer tài bò bây giờ miên tài mũi vào thằng này tái đây tài bò dương giờ tái này dương tình với miên này miên tài bò trả nữa này và anh ấy chỉ và đây tài bò đây trong demo nè là như tài bản học đó và trong một tuần tiếp đầm bay tin tình này bị tài bò màu bàn đó dương tình này tài bán này chân dương tài ca tin tình này dương tài prapra khla mũi chuẩn nguồn tiền nhé khla tì mũi đấy và class thứ mũi cứ class miền chung mua thà o hl data adapter hl data adapter này đại dương pra sầm rap execute nơi sơ cam mập hiệp mua chuẩn đốn đảm bảy tin dụng tân ở đây bị data bạch màu execute nơi hl statement đảm bảy tin dụng tân ở đây bị data bạch màu này đại class mũi đứng miền chung mua thà hl data adapter nên miền class mua chuẩn đốn tin này và hl command hl data reader này à lấy dương score class mũi tiếp cứ hl data adapter nè đại class mới ní miền tư nửa tí và cứ prao sum rap thì dùng tên ở đây bí thì data bạch màu nè và đó khi ông sẽ hl data adapter nè và hãy xem lại cho mua viên hà adapter smart đừng dùng hl data adapter đó khi ông provide parameter ở vía hai tử nè và parameter bí đại sum khánh đại dương tới bọt ở vía thì mua cứ hl statement đại viên tới execute chúng tôi cá tin tình này pi này pi thể bó customer chứng là mấy tin vô tình này pi pi thể bó customer trong pra hr statement mùi này mình chạm hết ra mấy giờ mình statement buồn nữa mà là mấy tin tình này pra mùi này tin tình này mày ta insert select nè và chân trong gì select cái from customer nick cứ chỉ comment đặc biệt là execute hl comment đấy bà xung tốc đấy bà hl statement đấy bà đào tạo ra hl data adapter nó ngay từ mấy execute đấy bà có toàn biết bà execute nơi hl statement nấng ta lơ connection mũi này đấy bà ta lơ được connection mũi này cứ ấy còn mà giờ đấy nick cứ chỉ comment thì bị đại dương tới bỏ tạo việc đấy bà cho con đi mấy còn ní cứ chỉ object hr connection đại chụp từ mạng đầu từ căn hr server mũi này thử ắt và connect từ căn này từ bay mũi này cứ cp đổi mũi thử ắt
và how execute select statement của dương tiên tình lấy table customer mà nè tập đơn này nè cứ chia chúng nói chuyện khác đại dương tới rồi chạm à và toàn tiết như thế mấy tại miền ông trên môi tiết đảm bảo tổ tu tên ở đấy đại ti nó bàn nè bà chia thùng chia chia container môi đại tổ tu tên ở đấy đại ti nhiều màu vì đại tập bảy nè nè đại container môi nắng cứ dương tập prapra khla môi tiết đây khla môi nắng miền chùa thà data table nè bà khla nắng miền chùa thà data table nè sao tập khla nè và kinh nhận protein nè bà sao tập khla đúng không những cái này trong bậc cao biên ở càng lớn bính đòi xa tại khi ông ca vô container nâng từ prapra nâng method ở tây tiên chắc trong một cách viên là càng lớn cho mùi nâng HR cái này chân đài đài khá mùi nâng miên chung thả đại tá thì bộ hay chúng ta chung mùi viên thả đi thí màu viên cắt thả đại tá thì bộ customer lì nế bà đi thí customer lì nế cứ chia bà container mùi đại miên tư nửa tí từ tu tân ở đây để tìm bàn vì đại tá bạch màu đôi ta răng chân này nế bà đôi ta răng chân chân chung gì bạn ní thì adapter bật phiếu nè bà lấy đi thí customer lì nè bà data adapter ní nó phải để dùng hai method phiếu viên đơn tử execute nợ select statement để dùng bàn bỏ tạo viên ní đòi select statement viên đơn tin ban tên này bị data bạch máu hao vô tên ở này nâng tử để xa tốt nợ nóng data thì bỏ mũi chúng ta đi thí customer lì chọn ní cứ chỉ data thì bỏ được ban tên ở này hỏi thứ mấy chuyện bằng hai tên này nâng bằng hai tên này nâng từ đại tập này nhé và chấn trong trăm đam từ bộ kế cười trong ba tên này đào đại tập kinh dân rồi lươn rồi nét và ba tên này đào đại tập kinh nhớ như ba tên này đào đại tập kinh bình tĩnh dân cứ đại tập kinh bây giờ chúng mày DG customer miền này chấn trong dễ DG customer đặt data source nhé smart nâng DT customer list chọn tập đoàn button này tập hai nhập trong data grid nhé bà button này tập hai nhập trong data grid tập đoàn này ảnh những ai tay mười bạn và đã tới trên tỷ nè bà ú mười chữ nhà được ai nhé rồi vì đã mấy và you cannot be null parameter data table ú sống tốt nè bà bình vậy nè bằng toàn ban create object ở view phong nhé dùng bậc hạ thế nơi hàng lơ bằng toàn ban create instance ở view phong nhé đi thi customer lý smart new data table add create instance được cái gì bằng phần mềm bạn nhé và add mười phong nhom ban toàn ban bậc hạ instance nhé kinh tế tài sản đấy kinh tế đại kinh tế dưới tài sản nhé và dùng phần tới kinh khởi khởi minh được cái lâm nền được và customer ID, customer name, company name, phone address. Anh em phải miếng bán nó bị này, bán nó bị đại tại vì chẳng như mình tin vô group field đúng không? Đại miếng được không? Group column đúng không? Đại miếng được không? Thì bỏ customer mà thôi. Select guy from customer đúng không? Tại đời sao? Tại vì anh miếng tên đấy, dương khơi mấy, chẳng như tiền. Cả lớn nhóm phải chịu tên đấy, là tất cả mọi thứ ở sao? Hả? Và chẳng như sao bọn phải chịu tên đấy, không như thế? Và chẳng như chịu tên đấy, nhá. Chờ làm CP đổi mùi, BP đổi mùi đấy. Và cho mình đi và chấn customer ID auto number 2 đấy và giờ cho bài cho chủ tế nhưng cho customer name và phone và mail address hai đó và cho chủ tập nâng máu dừng ran application dừng mà đón tiếp dừng đừng khơi nhỉ và tạm ứng nè miền tận đây mùi lâu rồi nè thấy nhá miền mùi vậy này và nay nhưng mới dừng khơi space cái lại nè so tràn nhé chân dừng trong phần đi nhận tích cái lại customer name nữa dừng trong phần đi nhận thông tích đó hay so space mà nó ao address nó viền bấm pin lần lần tới cùng ao vì tục space mà dừng chân thì ở xa thế bạn chân dừng dây cột và thay mùi chụp luôn rồi à thằng lầm ní như mấy dừng ai lẹ trao cả bán rồi cả mấy bạch bà hai customer ID pin nhé nhưng bà hai đã ID từ đây đó các bạn thế và chân những bài hành chuẩn bị chân nhóm chạp đăng customize viên tích đồng bấy ở xa anh tích nhé và chân những gì DG customer đặt column 1 đặt column 1 column 1 ấy thông tốt column index tí zone và column tí mũi cứ index tí zone nhé và đặt header text trong đồ header text vào viết ở bài hành customer ID tí trong bài hành tập viện cạp tí từ ID
Bà lấy bà đấy. Bà rồi, toàn tiết. Dạ. Bà quay vô bị dứt DG customer đặt column đi xấu đặt feed nhưng phải hai cho mạng và hai người ta hạt sập bàn ấy của ID nâng nế và nâng dùng phải hai cái lâm ti mũi đấy miền trăm mà rê và trăm đấy bà bò là miền trăm nâng bị bố tráng nế bà cả lãng bì ná bì đâu hay nâng cả lâm đấy bà chân đại ta thì bò hay nâng đại ta kỳ đi bởi dưỡng cứ cả bà hai tình đấy chưa tùm lông này ấy tráng nâng ấy nế bà một tình đấy bởi vì chưa tráng này nế bà chân nhận thấy đấng ấy bà ấy index nâng cứ bà là hôn index chập đám bì ná tí xôn, ba chạp là tí xôn nế bà index tí xôn này, khả lâm này xôn bên này là mấy, khả lâm tí mán lâm tí mùi, ba khả lâm tí mùi nế bà này, bà toàn biết mấy bàn khả lâm tí mùi hai, chân dương trong tay mơ chân mơ viên mấy bình tay xa mơ thất dương start nó dương khờ nhé kê nhé, khả lâm tí mùi dương bà đồ viên bình ao viên bà hai anh bà mình này bình customer ID, được á bà customer ID, nế bà anh ấy, xung tốt, bà hai anh ta ID được á bà phần tài chung mua của viết cứ nơi tập customer ID đặt tài cần là dừng bắt đầu à tạch để bà hai nhập lời lập cần lầm nâng tập bản năng nhé mà cho dừng trong ở viên mấy trong ở viên bà hai như trong người ta nó còn lên nhấn ở bà hai nhảy à là anh center giống như cái này nè như cái nhé lên như bà hai như này nhé nơi cạnh chuyên chứ dừng trong bắt đầu à lại mình vào viết chứ nhà anh center lại mình viết tới customer đặt dạ vị trí customer đặt cần lầm tên bán tên bán cả lâm ti mùi bọn đấy và cho nơi cả lâm dành tiền lắm à tràn tiền trong mình trong phần đằng ấy về khá dương khơi application khá sân tờ ai ao dương customize lẹ cả lâm na và hai cả lâm na dành tiền lắm đấy và anh đang sân tờ apply tạm chân đấy và sau sự cố chân dương miền tất cả mọi lại nhận thay tiền nhờ bạn chỗ lên nắng đấy và nắng dương và ấy bằng nhung là apply được code thì phố mà code program mà bỏ dương ai apply cho chữ bỏ bạn trên là trả tiền cho vì dương mình apply code chế dương tự design thay tầm đó bạn nói bạn tự design tầm đó của bạn này nhé tại chúng cho là đẹp như tiền apply code tới phụ cái dương tất cả customize với từng mục tiết nhé nè cứ nơi ta kích nhập hợp với code tới đây nhé và tỏ dân nhầm sách mấy alignment nhầm sách default size style đọt alignment này và alignment mà ấy data grid view content alignment là đấy chúng cho là về cái center đấy và middle center ok bạn nhé và bắt đầu dân những tay mình tính tới dân mới tạo về rốt mà cả đá lót như thế lấy những cái rốt mà cả đá lấy nhé align center anh ấy ta cái lầm đi mùi này đấy và anh ấy cái lầm đó tay tiền không à đâm mây lớn thế mấy mà copy tới rồi còn mùi tiết cô đứng miền hai đấy nhung sông cát đấy bà trong nhung sách đã cầm trong cào cho mà đòn tới cầm trong cào ấy nhung trang ao cầm trong cào đứng bảo vệ bằng viết cứ mấy cứ ở viết bà bồng pin ở ó bảo vệ rồi bảo đại được riêng đứng phần á ở viết bồng pin vô ở trong đó nhé cầm ao tục spec mà chẳng giờ cầm mười nhé dùng mười cái này cầm trong cào này cầm trong cào cứ cầm này cầm address đó bà em đánh tìm mãn mũi bí số mũi bí bay bốn trăm tờ gắt và chân bạch khoa là in đánh tìm mãn dương vào chi sản dg customer đặt khả lấm yeah này cái này dg customer đặt khả lấm khảo nế đọ mùi bà đấy đấy và như là như vừa nói bác cho index bao cả lâm trong cái áo cưới mình tô chiên ti tăng vào viên mui trên đấy rồi đấy à chấn bờ sân chia đại từ green nắng min và mui cả lâm đấy chấn index trong cái áo bao cả lâm ti và mui nắng cưới min đang chín trăm và đọc bên này chúng ta mấy dg customer đọc cả lâm khao viên đang rob chuẩn luôn cả lâm để miên là không đại từ green đang làm thế nhưng rob bạn và mui đọc mui trên mà này mình ram và chân ở khoa đấy cứ dương sợi dây bạn đấy việc flexible và sân bảo thật lầm dương từ một tới nó viên biên đo mạng đo bằng buồn thật lắm có dương ai sợi dây tập bạn đi bàn đấy và bỏ phải đổ chân như sân nè bảo viên đấy và ô tô xài mốt đấy
và từ data grid view auto size mode dot field mình này tha và sân chỉ miền space tận đây nơi bị cào view bản này ao view bấm pin chẳng hạn nè ba tập bản miền hả miền sao đấy nên trong sample application bây giờ miền sao mình này nói mà tạm bây lươn tích nhé ok nè thấy nhé cứ anh trai bây giờ mấy mà so space bản này cứ view bản này tạm nè chẳng những sân size nè riêng cho mà đi ở xa đây mà nè và chẳng những mới tới ở view là mồm mới tới khi sản tích chẳng tay nè cầm ao giờ anh trai đi về như vậy nè nè và là ngày chẳng những ai thèm thổi bản câu nó không nắng miền sao đấy miền sao hai đấy và anh nắng dương bà hai được không đây là cái chỗ bà hai được không là tay bọc nè tay bọc nè thưa bác và lớp bà hai được không tay bọc đi mình đó thế bà hai tay bọc đi vì tôi bao chụp mũi navigation bản thân đi mũi tiệt thưa bác nè bao mũi navigation bản thân nè chẳng chụp nói nè bà trong bà hai nhà đi muốn anh đi về sưu đại tài cái đấy chẳng những bộ mà bà hai qua là miến nơi không đại tài cái đi nơi không tay bọc và dương mình lo hai bộ chụp mũi đường ấy navigation bản thân thưa bác nó bây giờ bảo màu liếm vì bà hai được kho nam muốn kì được kho tim mũi muốn kì thưa bác ba được kho tim mũi muốn kì chẳng trong chạm đam đời xa tại trong tờ ca prapra navigation bản thân cứ chúng ta prapra control mũi tiệt control thay mũi tiệt nè đại control nắng miến chụp mũi thả binding source đại tôi là tì bảo vía cứ chui sầm ruồi không cá và riêng trong rương navigation bản thân là ngay nhé và navigation đấy record navigation là nên tìm về phước lại đó cứ việc bắt đầu phim đi sầm ruồi dương không cá riêng trong biển nhé và dương ở sơ cá sơ sĩ câu trả để nhưng bà bà bản dân sọc sang ngay đó mới chui chân cái này trong từ bằng cá bản dân sọc ông chính mùi tiên đây nhé và chân nhưng bà cả bản dân sọc nhóm đại chung mùi thả BS customerly chặt chặt lắm á à lớn đi thí à ní đi ấy bị đẻ bà bàn dính sọc nè bà bị cắt màu bị bàn dính sọc đó bà chân và tom biết thôi mấy bà chân và cao ông chính của bia đây này nhé bà chân mai cho xe nơi càng cao biết máu rồi còn xe nơi chân kia cho mùi nào đi tới các bạn nhé và tom bị tiền bàn tình này hỏi như thế mấy chân và cao ông chính của bia nhưng sẽ bị đẻ customerly smart nâng nhú bàn dính sọc và cao ông chính của bia sẵn đấy bà và toàn tiết đấy bạn nhìn sọt nâng vô tình này pina bạn nhìn sọt nâng nè tầm bây mà thôi này vì dân bản thân cứ vô pina vô pi data table nâng đôi cái này nè bà vô pi data table nâng được cái này chương trình gì bs customerly đặt data source smart nâng dt customerly chọn những cái gì riêng cái này bà sợ khăn nè sợ khăn cứ dân tập ra data table là đại đại data table cứ chia container muối chỉ thùng muối để dùng para làm tụ tần đấy để đi bán bị data để tập bảy màu rồi hai bàn dương vô à tần đấy để tụ bán nó vô tập para bỏ tạo data grid bỏ tạo control là tay tiết nhé bà là luôn là không áp kỳ dần bây giờ nhé chấn tần ca tập bốn nữa nè lại nữa bà mưa mà sập tập bốn tập dần rồi dù tới dương tập mưa cô nắng dương ai mưa trôi bàn trà bàn lươn nhé bà tập mưa chỉ dùng tam lại đi dần đấy bà bàn hơi và topic trong button này ní tạo data tạo bài điện so sánh trong ai bài tên là này nữa nhé ba trong môi nâng control là tay tia này là mấy bài hai tên này lấy được control này bạn nhé bạn chân trong chạm làm bài control tầng ngoài nâng nhé ba trong môi nâng bài điện so bây giờ đợi xem sao xem nhé ba thì thí customer id nhé ba đặt data bài điện đặt add này như bài điện và được trong bài từ bốn cưới cứ prompt thì này mà viết cứ control nó á control nó cứ control vị trí ấy chỉ tay bọc hay cần hay hay prompt thì mũi ná tại chỉ prompt thì xong ra bằng hai tần này mà hai tần này được không tay bọc á cứ prompt thì vậy prompt thì tay chắc lại nè prompt thì mũi nhầm bọc prompt thì tay nhầm xe tay chỗ nhầm mấy và phải toàn biết ta tay bọc nó vô tần ở đây pin nào pin bài nhìn source mà cứ bị ai customer bây giờ hỏi vô tên này bị khẩn mùi nè nó không đại tập bài bây giờ và đặt mưa lại nữa bà cứ tạch bọc nó cứ vô tên này bị khẩn customer ID sẽ xe tới nè dạ sẽ xe khó khó chú mô phiền nế bà chân nhận mưa lại nè mình đấy tạch bọc chia chi customer ID tôi tua tên này bị khẩn mùi nè bị khẩn customer ID thế á bà đòi link cho mùi đấy bà nhìn xót mùi chú mô tạp bị customer link và hai anh tên này nó không bảo thì mỗi chung mỗi cái tạch bảo thì tạch nhé bà phần ẩm bà nhưng nơi tạch bọc màn tiết bà tạch bọc bị bây 4 gram tiền đấy bà chấn
kia chi customer ném đặt đặt tà bàn dính đặt ép này cái bánh này nhu bàn dính được kia nè bà bàn cho mùi nâng nát bàn cho mùi nâng bàn dính sọc bà dưỡng nè bà hơi bà hai tên này nâng vào thì tết bàn dính sọc bà dưỡng cho mùi bì ác customer lý hơi tại bọc mùi nâng cứ bà hai tên này bì khẩn là mùi nạc bà customer name nè bà customer name bà nó sao ấy tiết sao tay bọc thiệt nè bà tay bọc màn tiết dừng copy mất đấy bà nhầm xong copy ấy dừng sao buồn tiết đấy mà dừng copy phải ấy chân khẩn lắm ní cứ khẩn lắm company name hả bà chân dừng đồ ta ní đã tay chi ấy company name mình company name bà tay bọc top cứ ấy phone nè bà dừng đồ ní thấy phone à chờ ní vĩnh email ní cái lấm email hay trong cái áo cưới address bà này cái lấm address mày tính nhá mày sao lang ông anh hai nhẹ đọc kia rồi khi em thua ở bàn trai rồi đấy bà tầm mưa cái lạnh nữa nhé chắc như ai tay mưa bàn này tập vào nắng ấy ở lấy trong xe là nắng ấy xe là không form lốt đấy bà bị bao một liếm viên đừng chập làm tin tình đây bị đại đại bé bỏ tình đây đứng tình á bỏ tình đấy nâng tới đạt được grid và toàn tiếp đấy bỏ tình đấy nâng tới can tay bọc nhé bạn chứ những ai tay mười bạn chào bạn thế vì bà hai được kho nám một cái được kho tim mũi cho miên là mũi được ngày nhé bà miên là mũi về ngày nhé bà được kho là mũi thì thế bạn chứ những bữa trưa bạn bị bấy mà chồng và cười đít máu và chồng tivi nhé bà hôm nay thay dương cài ở đây thì nó bây giờ dương phải chỗ thay dương chạy trên vì đầu nâng tới và sân bờ anh miền RT biết nâng update cho được anh đây tập này bà 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 R biết prap tại R đang là anh phiền một ngày đấy phiền nó bị trên cái hôm chân tại chân dương dương tư từ mà cài tình này nữa thế nhé nó bây giờ dương chạy trên máu và sân bờ miền R biết nâng chỗ cái hôm nâng tới đây nhé ai bị đại thật là mùi nà để ở tại sập tình này nữa thế dừng từ mười lại nhé bà chân nhung vô tiết đấy bà kệ tiền bà đừng bây giờ lỡ bây được khó đấy bà phải đừng chọn dân những ai ta tay mười bà này mười đồng tiết áp được kỳ sinh và dưỡng đấy bà niệm niệm mới nhìn thấy bà này bà này niệm sinh tài năng và dưỡng viên mãn bảy hay tay bọc và dưỡng bà hai mãn ta mua đấy cứ được khó ta bồn kỳ từ đấy bà chân như từ thay mà tiết navigation bản thân này nhé và navigation bản thân này chân navigation bản thân cứ scroll đi và rồi dây tràn thì nè bà sẽ thành tích thì à nằm bên để cho nhanh về thử máy vì mu tới được khỏi và tuột tới và chân như chậm làm gì BA customer lý mình chạm ấy BA nữa bạn đi source mình nhé bà nè bạn đi source nè thôi nhé nè bạn đi source nữa cứ chia control mùi đã chui xung rùa trong các phương navigation bản thân bởi dương nế và navigation bản thân cho bởi dương ở trời pra navigation bản thân tí mách trao tí đọc về form tp tp bọc chống nhóm ảnh bản pra navigation bản thân tí nế và khi ở bản trao tí chắc chống ảnh bản chính dọc tí nế và mưu tư tạm nâng tôi nửa tí bảo biết chui xung rùa trong các phương navigation bản thân nế và chân nhìn gì navigation đọc mù nình chọn mua tới được kho tập ba trăm hai tập năm nhé nhấn pro control này pro tay bọc nick trong ban ban cho mua đang ban những so thằng hào nhé đấy ba rồi à cho hành đi với previous bs customer lead dot mua previous ba nó về bản thân bi tiết anh đi cái first đấy bs customer lead dot mua first và ở trên đây bính và BA customer lead dot mu last và chứng những ai tay mười bạn nè và nhớ nhầm chuẩn này thế vì mu từ này và thì như là call tp này mười tiết đấy là call tp bảy đấy và cho nhầm chuẩn phơi bính
vì nâng mũ tơ gan thì khót đồng bộ mình à lấy dương cực lý cho mình nét chân dương ban chùm nội tìm mùi ấy cứ tiên tình đầy màu bà hàng tờ lót và cần ca bà hàng tình đầy bà dương dương bà tùm rung bài mách nâng dương riêng trong dương design chỗ này bà thay tờ lấy và lấy dương ứ chùm tiên tình đầy màu hơi chùm ban nêu dị trên bà thân hơi nhé chân chùm phô ca tiên tình đầy bì tê bọn hàng tình đầy tư tơ bàn bàn chọc tờ lấy bà chân dương chô tơ sẽ càng một dịp tốt cư ấy và chô tình đầy thầm ấy nhé chô tình đầy thầm ấy cực chùm bà lại nhé bà thân nhu hay nâng xê bà dương tờ lấy bắn tay dương cái lịch mở bao ngọc liếm tay bọc như mấy nhóm nơi bao gọi user còn ra là lại vậy đấy và chân cái lại ní dân cua được mấy dân cua được bật dần tới bị bao ngọc liếm cứ nhóm bật control từ mặt nâng sấn nhé nhóm select được việc máu nhóm tàu mua property mua chung mua tài đi tồn đi đi tồn đi nhé và cho mọi user bạn trâm tâm án tầm mưu thì nhé bà bạn trâm tầm mưu thì đã bắn hầm nhé và chân chung cài nữa ấy. Và chân chờ dây cột lại nâng nét bạn tình tình những nhung đã nâng tay chân kinh khi bạn ngọc liếm khơi nhé và tay bóng đi mấy còn ai đi bàn tay được ấy to tập pay thì user cho nhú bàn dương mấy bàn dương bao giờ user còn cho bình thử ấy và chân cái lại đi chăm dương gì nữa cái lòng bản thân nhu bình nhé và nếu mà to mà tiếp dương mưa lại mưa lại mình ở toàn bàn cho nhu bóng lên sale đi cho bàn này cho anh mà chân nhân cô ta cần gì đó lại nâng được cái này nhé bản chân từ bồn nắng nhóm bật à bật thân mua chùm luôn chào dần đôi chị ấy xíu update hơi nắng và cần xe nè chân trong select được vì máu nhóm tàu mơ property mỗi chùm một hà enable enable y nè nè nhóm cài tử for nhóm bật control nâng dần đấy mà bị bảo ngọc liếm cứ khi mà mình control tập bay đây là hai nha đây là prabha nè thế nhé khởi miên đấy miên là nhú miên là edit hay năng ấy delete nè bà miên là bật đăng giống mà chừng về dừng cho nhú chân control xây tiết cứ bật chào tầng óc bao tờ xéo hay năng cần xe một mình gì thế à control xây tiết mấy bật chào thế hơi tay bóng đi mấy bao bình nè bà tay bóng bao lại cái bình nè bà chân nhưng chạm đầu sờ xì bật thân nhú thì mặc nỉ nè bà chân nhưng xây được không bật thân nhú và nó về để dừng cho nhú cứ được mấy nhú sẽ cam một tiếp đại trong tháng được mấy cứ bao nó ba bao control lại kia vào tình này một mình nhé hãy bật bật thân mua chùm luôn nhé và khi cho nhú bên đây thầy dương ra cá vào chỗ tính này mày nhé mà giờ trở lại đi là bây giờ cho nhú cứ nhom từ bộ ghế cứ ấy nhom bao tay bọc đi ở user có đại vào chỗ tình này bạn nhé chứ cho nhau làm thế thì customer name bài customer id đi phục customer id đôi chưa mình chăm bài bao tí thì group ID cứ database ra trên này thôi chẳng bao cho user cần phải chỗ thì phải chỗ tức ở thời gian này phải dừng ở dụng tập ra nhé và dẫn trong bao tế tại customer name dẫn trong bao read only tới chị ấy tới chị for mình chẳng user có đánh cài tình này được trong đường bàn này thế và rứa của dương xem dạng tiếp và những ai cho xem phải trả cho bạn mà đừng kia chi customer name dot read only thì cái này nếu mình xây vô lắm dương mưa vô lắm cái này nè và custom THT customer name dot read only small not lấy THT customer name dot read only đấy cho mình là tiên dụng tầm lại bọc bia tương máu time not vì một mùi tiết vì tờ chị ấy và trả vì chứ mà phải cho bọn ấy thì tách bọc THT customer read only những người cơ bông đấy cơ bông tập bật chẳng read only mấy true đọc bây giờ time not vì một mùi tiết vì tờ chị ấy tờ chị for mình nhé mà chẳng dừng xe cô tình ấy chọn mũi bắt chọn mũi bao quỳnh chọn mũi bắt chọn mũi bao quỳnh tập bản đồng nhé mà dùng giờ xây bài miệng chẳng những ai vô cô đang tập ra cái lại xây như thế nào nhé mà họ chuẩn xây vào đó và thì chi company name đặt đi đồn lý small not này thì chi company name đặt đi đồn lý phải trả tầm lại về một mình nhé và chúng phải trả tầm lại về một mình đi đồn lý ní mà vía nâng tin vô tầm lại để check mơ ta tay bấm nâng dương bàn bao gọi user còn ai phải cho đơn này bàn còn đấy default là biết là bây giờ bạn có một liếm tay bọc thằng nào ní cứ khi ông mấy trong tờ cài property read only viết tay chia kế tay chia true qua hai tới mình để thằng bạn một liếm user còn ai phải cho đơn này bàn thì đấy bà tao vào thằng này nhưng mà tôi nữa bạn chứng là bây giờ ông cho nhú khi ông ao viết tập lập tầm lại vĩnh chứng mình để mấy bạn tay bọc nâng vĩnh chọn đánh xả bọn mơ mình tay tới những anh tên một bạn nhé, khởi nhập bàn đấy.
là tại bóng ít cho tên này ở bàn này tại nhầm cho nhú thì bị bao ngồi nhé và sò mình như ai cho tên này bàn nhé và chân cô đôi khi nhưng ai sẽ xem dạng tiết mày nhá thì chi customer ném đặt riêng đòn đi smartphone mình thấy bà phone chứ việc phình nhé bà việc phình mình đây là những bao giờ user cần phải cho tên này bàn bàn đôi khi dừng xây bàn nâng của bạn này nhé mà mở dây chết và cô nâng những bàn đặc biệt bật cặp bàn nâng bao cặp bàn nâng bàn nhé mà tập lọc phải trả mình à chân vào to tiết và control ấy tiết phone nè bà đặt thì đồng lý mà not lấy thì phone not thì đồng lý thì email đặt read only mà nâng not này thì email đặt read only thì address và đặt read only và mà not này thì address đặt read only bao tay bọc này ở user cần phải chú tình này mình ok và họ toàn tiết thứ mấy toàn tiết thứ mấy nè bà bật control bật thân môi trường luôn nè bà tự dưng cho nhu quả dân cua tập bắt ảnh navigation bật thân đi chào từ cũng ao user có chuẩn navigation bật thân bạn thì mà bật cloud bật cloud đôi bật thân xíu chứ bao một mình nhé bật thân update nhưng bật nền tảng nhé và bật nền tảng là chuyện này chẳng những bật và to cũng cứ bật navigation bật thân first dot enable máy mà for là chuyện đấy nhưng ai trả btn first dot not này btn first enable và đó là lừa đảo đó mình biết previous đặt enable mà not này ấy bị đơn dạ và bị đơn next nhé và đặt enable mà not này và bị đơn new và new của bạn của new của tôi là bật định này và khi cho new này và đặt mà chọn vào vision bị đơn last next last and ball nè nhu dựng bên đài thế bà bắt đầu tiếp đấy save dựng bao của mình and the ball và not lấy bị ẩn save and the ball nè nó mới tiếp được cái cancel nè bà cancel cái dựng bao của mình đấy not lấy bị ẩn cancel hay delete bị ẩn delete dừng mấy dừng và bật về mình nhé và chân như mới bị bao từ bốn nhưng cứ bật thân nạc lá bao nè bật thân từng ngón đi bao bật từ xíu update đây là ngay thân xe thì là về nhầm chân nhú nhưng người mình nhé bao đấy bao từ xíu edit hay là ngay thân xe nhé bài edit mấy tập bao edit mình và tập bật edit mùi điện nhé ô dừng ở bàn gì nhé và chân bên đây đừng là đài những mấy những bật edit mùi điện và ta thể nó bó mà nâng dạ và nè nè bà miền bắt bao bắt bao cái bà thân nhu nó miền đấy nè bà nâng này cho tôi mấy tiền dân thân clear tình này nâng tích bọc này mùi tiền nhu này dân clear này mùi tiền nè bà cô dân phải cho tình này thôi mấy chân bà hai nhà tình này chạm nâng thấy nè là mấy clear lớn dân bà thì sẵn này cứ dân bà và bài điện sọt năng đoán bt customer list add new nhưng hai method add new nè và nó bây giờ hai method add new viên năng load the record việc clear tình này năng tay bọc năng ở dừng cho tình này mình chẳng nhầm sản bọn mới đấy mà nhé nhưng chọn cái việc clear ấy và về sâu rồi nhé cho dừng xe clear hôm nay mỗi mỗi ba lắm ban được cái gì ở bàn nhà thì nhé đó và nói như thế miền nào bật thành xe hay năng ấy thành xe thì nè bản chất dương chơi dương xe cần xe người hào đấy cho một user có trở lòng chơi cần xe một mình như thế mày và những lọc đi một mình nè bà ta lọc đi một mình mà đấy mấy chính chứ nhưng mày thì mày bao control xin xin một mình nè bà bao control xin xin với chính thế mày nè ba mà pra to for với phim bao nhiêu mà xin chế đó cần xe nít trong copy the code nhưng mà lại làm số những ai và cao chừng là trăm tỷ bạn nhé à lọc cho bình bạn tên như lại nhé bà đôi khi nhỉ nhé bà đôi khi nhỉ bà lên nhầm xong dạ bọn người cho nhung đấy bà nhầm cho cần xe mình cứ như với bọn mình nhé
bà vận tải dùng click mũi này ở bà hành tầng này làm mình vừa chơi cancel vì từ bà hành tầng này sẽ làm được mình nhé bà chứ như time code mà toàn tiết cứ bs binding source bs customer list dot cancel cái gì nhé bà mình làm dành như cho nhung vừa việc clear tầng này đấy bà cancel nhé bà về bộ của mình nhé bà chân dương ai trả navigation bản thân và dương của mình bà này họ lấy đào ấy bà nhé và nhu hay những cần xét hai gạt này nó do gì hết sao siêu à sao siêu này nhé và siêu à chân những từ mưa và thành siêu cái lạnh siêu này cái lạnh này chúng ta prai ai chờ siêu từ mình đây nhé mình chạm mấy từ bây giờ tình này mấy chúng prai insert nó ba prai insert siêu từ mình nhé và chân những chỗ là và thành siêu hay những chạm tạo vừa được học này tai môn thằng siêu trong check person chia viên user quạt bị trôi ắt ắt bị trôi thân này thế đấy riêng cua tầm miến validation là cầm áo ấy, user ắt bị trôi thân đấy có mấy có trôi tới đây tôi mình xong xong đấy và chắc trong control tập pi đi cứ trong cần nạp hàng à tiền chốn tới tập bị trôi bỏ tầm miến customer name nâng company name bỏ ắt bị trôi ắt ắt ao trôi ắt 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 ao tầm tiền đấy và lên cái đó cho nhu hay cho sale vô tầm đó anh đi làm bị trôi thân đấy được không chúng ao xe rồi đây, tôi mình xong sạch tới đấy, mà chúng dân cua tại check person, chúng cái lại ní trong bậc cao cầm đã cầm thi mũi đại từ lại mũi tiết, nhé, và chúng xe private, bolin, vị trí bolin đấy, và private, chúng đại chúng mua viết tha do validation, nhé, và hãy nơi không cầm đã cầm thi nấn trong bậc cao thêm mũi chữ bolin làm bay check mũi nè và check mở đạt viên thay result ní cứ chia lát tập hoa này cả check mở tình ở đây bao giờ hãy trong return result lên tờ bình của vía chia return value method nè bây giờ return result mà đối tập bốn ní à thay result ní trong ao vía mà true vision hãy trong check mở nửa câu nửa cầu ní trong đạt thả if thì chi customer name đặt tay đặt trim smart đừng tự ti nhé bà nhung chơi mới nếu phần sân bà tay bọc thì chi customer name mà dướng smart đừng tự ti và smart tự ti nhưng thưa mày bà hai phần mềm là user cắt khơi tới bà hai tam vậy ấy mày xịt bọc anh chân thành nhé bà những ai tra tam mày xịt bọc anh chân thành nhé mày xịt bọc đặt sổ nhé please enter customer name chân thành là bị trôi mua để trốn đây ắt bị trôi bỏ biên này sọc nhé và đừng xong sọc chắc là lâm xin tiếp nhung cần tha vì optional nhé phone nhé bà trai hệ chính chính ắt bị trôi ắt từ vận tải customer name hay nâng company name trong tâm ra gọi trời tầm miền tầng này thế nhé bà trời tầm miền là sọc lại bằng mà chắc những control cái lại những dương bản đi đây cái lại những thế này là chắc mình thì sao thì môi những cứ dương ai prao mình sẽ bọc đặt số nâng bàn tp bà mùi bài tiết đấy bà không cho chân mùi tiết cứ xâm rạp bằng hai người error nâng trong pra control mùi tiết bà pra control mùi tiết nâng cứ control mùi nâng bên trong mùi thả error provider đối với bài đại dương khinh đại dương ngọt bà châu tình đại dương khinh bị chân nhà icon có hôm mùi tình nhân nơi chơi hiền ấy bà đại chào bà rộng ấy bà mùi chân tích chân có hôm mùi à so có hôm mùi nâng hàng cao chừng đấy mà chân là không desktop bà dương còn mì này còn nào dương còn ai sẽ bố bài đối với vì chân icon mùi từ nhà bộ có hồ mũi nữa cần kiếm đi control nè này và đây control mũi nó biến chúng ta error provider này và chắc chúng ta error provider đang một bên admin luôn liền đấy và toàn những hiện hai gì chúng ta nên này chắc chúng ta chúng mua viên hà ep màu viên hà error provider customer name mà nhóm tôi cá check column cho luôn mãn p chúng ta cá check cho luôn column p này bà cứ customer name đăng ngay company name chân nhóm prao pi đại bà ep company name bà error provider chẳng tích trong nâng bà hành đã error provider về bà hành mình nhé trong mọi bà hành mình sẽ bọc tích trong đồ lại đi chúng ta thả ep customer name đặt set error nhé set error từ lưu control mới nè cứ từ lưu control customer name hay chúng ta bảo bảo miên tình tích ấy chúng ta thả bánh require nhưng đấy đấy mình này thà trong cái line customer name nó cứ bấy cứ require nhé bạn cứ require chẳng phải trong return
fall cho mình nè bà nhớ nhưng mà trái thấy nhưng đặt result mà là fall đấy trăm tỷ thơ nâng cao nhẹ bồi dương tỷ thơ nâng này hay nè bà trong sự gì bạn nhỉ nhưng mà đấy bà phải to tiếp trong check mơ control phải to tiếp thì company này mình phải to tay tập trim mà nâng tập tê ạ và mà nâng tập tê chẳng những ở việc bà icon error nơi chẳng những nè bà EP company name đặt sật error này THT company name nè bà hàng còn nhiều người tiết gửi từ khoai đài nè bà cứ từ khoai đài chẳng user quạt khơi những bộ icon đúng việc bà hàng được chọn đứng tách bọc một lần nè mà chẳng không sật đi dạo vào viết tờ giấy tờ chỉ for lại bằng chẹt tham ấy bằng chẹt há bà cả tin toàn ở tận ở đây là user phải chỗ nâng cứ mình tâm thời tiền nè bà chẳng trong hai video mà bà này nó bây giờ bà thân xếp á chẳng nhung control cái này nè đã if do validation đó smart and true đó mà do validation nhưng tại chân trong mà đá các bạn này nhé mà trong mà do validation smart and true nhưng ao viên mấy ao viên thôi càng nhiều và to từ tiền tại mà do validation smart fall nhưng là ao viên tầm thì ao viên sale từ tiền nhé mà chân nhưng cái này nếu chúng ta person và not và sân chỉ do validation smart and fall nhưng ao viên return chân cứ ao viên trả chân mà nhé mà ao viên thôi thì của ấy dương ở ban phải chơi tình này nhé mà ở ban phải chơi tình này vậy nè hãy cho bà sân dương ban phải chơi tình này dương ao viết chữ chun câu thằng cào mưa nè bạn mưa cái lại nè mưa pin sạch bảo viên chân như mai tạnh mưa bạn nhé bà nhung chơi nhún hãy cho ban phải chơi tình này đi đấy nhung chơi xìu nhìn thấy nè error provider thôi nhé bà ní cứ chỉ error provider chẳng người xa tại cả lâm pin nắng cứ chỉ cả lâm chạm bách đại dương tầm rơi ở user có phải chơi ní cứ chỉ error provider hàng nhé vì trên đã làm ấy require chẳng dương to dương và châu tần này được không cần làm tiền phí nâng bạn dương là insert tần này nâng châu được không tại vậy cái năng này bạn chẳng dương trao validation này nhé bạn trao error provider để mấy bằng hai nhưng mấy xe cho chúng sẽ gặp khơi chẳng cái này nhầm trên mới đấy nhầm trao do validation method để không báo cáo thế này bạn chẳng qua sân bà dương và châu tần này được không cần làm tiền phí hỏi nhưng ai insert tần này nâng châu được không tại vậy bạn này đảm bảo insert tên này cho được không đại tập ấy trong tập para vậy actual statement nè bà đại actual statement nâng cứ dùng para statement mới nhá insert nè bà chân dùng para thì mũi chúng mô tả actual which is string đấy bà hãy dùng implement insert nâng cho được không đang hài bảo đấy rước cái dùng copy bên này móc các bạn dùng gì là này hài tới nhé bà dùng gì insert into thì bỏ dùng chúng ấy customer đấy insert cho column nào khác và customer name và company name đó và media phone email hai bạn ấy address đó và topi insert into customer name hỏi mày biết xin thay bao biết value hai bán đầm lại từ bị trâu được nồng nắng đấy mà đầm lại từ bị trâu insert cho column thứ mũi column customer name vị trí string chân như tôi đặt là không đọc vô tới bà chân nhầm dễ đừng hỏi nhé bà cho và toàn tiết company name chị ấy chỉ string đây nhé mà cho phone có chỉ string đây và email address string được ngọt tới bà thấy đi hàng không nít cứ chỉ tầm lại để dừng tới chỗ dừng chỗ ấy vô tới tới phần tay tầm lại cái lại nít cứ dừng vô mà bị nè và vô máu bị tẩy bọc thế mà vô máu bị tẩy bọc chấn nhung vào chỗ tập năng ấy bà hãy xem copy video tới nhung vô video tập ra là không cột được sống nhung phát video chỗ lại này nè nếu khi HR statement đặt ra ấy chắc chút nữa vào chỗ nè bà insert into hỏi dương đô ta tầm lại cái lại đi máu bà này chấn nhung chấp ra đô tầm lại vô mà đã đôi khi nhung thêm sở nhà đô la khang bốc máu đảm bày nghi su to string nhưng thay vì nhà la cầm mẫu á, nó mới nghĩ to string dân phần lọc ní nè, phần lọc ní cứ chia tầm lại để trứ và chỗ để cắn khả lâm mấy customer name tớ á tầm lại mấy nâng cứ vô bị nát vô bị tên bọc thì customer name chân nhầm gì nhầm thêm curly bracket hay nhầm gì thì customer name đặt tệ đặt trình cắt space song khang rồi đào chất nè mà chia viên nhưng cho lòng cho space song khang khang một ấy ở việc cắt tệ đó bà chất cho tầm lại cái này đi vô bị nát vô bị tay bóc thì company name thế bà chất nhóm
đặt curly bracket mà đó hay chấm dế TT company name đặt tạch mình nên tham bảo lọt nâng cứ vô đầm lấy bí tạch bọc TT company name curly bracket này đời xa tại chấm to string mình prao vùng bởi chó thế này cái lấy ní cứ bình chạy tha đầm lấy để vô màu bình nâng nâng cứ vô bí object khẳng cài admin string ấy anh ấy cả con này mình chia số thế này anh ấy mình chia số thế cứ đầm lại cứ chỉ parameter vì chỉ parameter thế này và to string cái này này và chia chúng nó bị xem mỗi đời nghi su chúng làm nghi su ra gì nhưng time sinh nhật là càng một máu cứ trong ai apply parameter mà chẳng là parameter cứ dùng tra đạn là không này curly bracket nè và tra đạn là không curly bracket lại nhỉ nhỉ và hay bắt tôm tiết đầm lại bắt tôm đầm lại thì bay đi nhầm vô bên này vô bí phone và trên nhầm đạn curly bracket hai bạn ấy nhầm vô bí control tay bọc thì chỉ phone nè và nữa và có tập bị phone nói gì email nè và thì chỉ email đặt tay hai bạn ấy và chồng cào như cười address thì chỉ address đặt tay nít cứ chia HR statement vào dương chân là bài nghi số án dương tài lẹ viêm inter tài lẹ mới và số mơ tích nhé và đọc về vào dù nít vị trả tiết đấy và vào dù nít vị trả tiết chân dương tài lẹ thì tiết đấy đào dương mơ tới mơ cô tới tôi nhìn nhảy vậy này thế và đọc về tài lẹ cho một tòa tràn tới dương tới ấy anh được ba bàn tay thì giá trầm lòng cái này nữa nhưng chưa đàn nẹt nó thấy ai nhưng trầm lòng được ấy bàn tay trầm nói trầm khăn cười nè trên pi bộ về vi trên pi năng mà ta nè cần để dương vô mà đạn là không string thì pro tập về để dương vô mà pra là không si sa và dương à hr statement năng vi chỉ ấy chỉ string chỉ so t nè và chân dương vô về mà pra là không statement và dương nè lại nè chẳng như mưa cái này nè trong bàn copy vô vi vô mà pra thì hãy trong bắt đầu lại đạo vi thì thưa bạn chấn đầm bay ở dương xu dương ai ăn đầm lại với bàn tập ngóc hả chấn trong inter vì tài lẻ chẳng nào phải top việc nhom riết cho mà ai sẽ xây tầm mình string đôi hai nhom tới thì mày execute nhom tới execute việc nè bà tới execute nơi comment mùi nhung execute nơi insert xây tầm mình mùi nhung chấn nhom pra class mùi tiền đầm bay execute nơi comment mùi nhung đại class mùi nhung miền trung mùa tháng actual comment nè bà nhưng dạng chung mô object nâng thầm ấy comment smile nâng nhú actual comment nghe và tóm tiếp mấy nhưng provide qua đồng yên viết nè comment dot comment text mà nâng ấy actual à, mùi tiết ta execute insert statement nâng execute tờ lưu database mùi nàng nhưng tôi cao phải chỗ tên này tờ tăng database mùi nàng chân như set object connection ở viết comment dot connection smile mà con object con ní chờ nhìn chạm mấy con ní bà môn nâng ấy nè còn nâng cứ chia object mũi đại dương bằng cao trên p class hr connection đại browser xâm rạp chốt thì mẹ nung thực căn đại tập bạch bây giờ nè chân đầm lại p nâng đầm lại để tự chạm bạch được bỏ tạo ấy hr của mẹ và tỏ p ban đầm lại đừng hỡi các bạn biết nhưng ai execute bằng nhưng say comment dot execute non query nè execute non query và đừng nè bà hỡi chân execute chọc hỡi dương các bạn biết và hai message ở user gọt khơi như thế message bọc đọc số nhé và customer đó và spin air đấy nè chọc hai message ở user gọt đằng nhé và phần này là toàn complete đấy, dạ là bằng 10 cái lạnh như thế và trong video tuần này họ nè bà hãy chung cho giấy xỉu nữa bà customer has added successfully
bạn đã thấy mình liền sẽ thiết điệp được á và cái lại như thế này thứ lọt đi tên là này màu xa ra màu bà này nè bà và tỏ bây giờ in sự tên này hỏi chẳng nét chẳng cái lại ní trong tay mấy tin tên này màu xa đạo mà đồng tiền và tỏ bây giờ in sự thay ta bất vì châu thay còn tại application bây giờ mấy vì ở đi phải nhé bà chẳng những ai tầm mơ tên này là không đi bán dân khơi nhỉ cái nhé ní cứ được khó tìm buồn thôi nhá nè bây giờ khi mà châu mình thở á bàn tay là lựa application bây giờ vì ở đi phải chẳng cái lại ní trong tới refresh tên này mà làm bình chẳng refresh tên này làm bình trong tới mấy nè chúng ta sẽ xây cột cái lại đi làm bình nhé nè 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 chúng ta sẽ xây cột cái lại đi làm bình nhé chẳng làm bay nhì xuống cứ xong xong copy cột như vô tầm đó nhầm khát đấy và nhầm khát hay xong vào cái method mùi nơi khác rõm đại method nâng chúng ta thả load data private void load data hãy xem vô cô để xem anh thắt vô pi form load mình vậy nhé tháp phải chơi được cái này nè tháp phải chơi được cái nông nông bình thế bà xem mua cô nấm mà thôi chia cầm nạp cầm thì bình hỏi cái này ní cứ xem hai load data mà phải còn đấy vậy đấy cầm nạp cầm thì đấy bà ní cầm nạp cầm thì chắc xem vô cô để xem anh sẽ xây nó vào lõi này mình giải thích nhé vô mà đạt được nông cầm nạp cầm thì bình nhé bà hãy xem còn hai video tập ra pro code cái này nó không trừ vô tập ra một cái line xin to tiền chẳng nhung vô tập ra cái line nào tiết cái line sale mình mà nhỉ và to pí mày xin tập tham mấy ba customer has a successfully nhưng hai lô data mà to tiền nhé ba hai lô data này ở phía mấy update tin này mà to tiền nhé phần tay là phía điện update tin này máu vì mình phải hà mũi rồi sao ta bàn điện so thắng à tay bọc vào dương điện lại nè dương bàn tình này đòn hai để tới bàn bị đòn chẳng này bà bị error nè bà bị error chẳng cái lại ní bà dương ai chia viên là mấy error có mọi error đòn tiếp dương clear bàn điện sọt từng viên sẵn đòi dương say thiệt chi customer ID đòi data bàn điện đòi đấy đòi clear nè bà nhung clear bàn điện làm bình thường nè là cái nông u thọ với dương miên đấy bà là cái nông cô với dương miên à nè bà chọn đấm sao là bọn bước bây giờ dương refresh cái lại nâng viên đừng error error cả làng chân phải giặt mưa cái lại nữa nè và chân cái lại đi còn mọi card page nhung clear data binding nhưng mà hơi cái đại chân mà đây được mà control để giữ mạng bài nhưng được mà chân bà dừng xe được mà mình bình lắm nè bà ấy anh mình clear all bài gì gì anh clear tam control từ mũi từ mũi và ấy dừng anh bật cao cầm nạp cầm thi sầm nạp clear các bạn này bạn phần đại anh miền clear một lòng tâm ngọt thì đấy mà nhưng ta sẽ clear ta tạm control thì mỗi mũi miền đàn miền khơi này thì email nóng tiền là dừng cái lịch từ mưa cà phê chỗ tên này tao nghe chẳng nhầm cho nhú nhầm chỗ tên này nóng à, chạy chỗ đấy đấy ok bạn ấy nhầm chuyện xỉu nè customer has added successfully add successfully ok mà nhưng khi bị update tần này mà mày bà này tần này mày chứng nhưng mày tiếp bà sẽ bàn thái mày cho nên ghi xin bà thân là bàn thân bây giờ là nhé và thật bảo bà thân là kỳ bà bình nữa đấy và tao phải xây hóa nhưng thật bà là người kỳ bình nhớ à nó miên cần xe nó miên xây tiếp cho xây tiếp tay tiếp này cho tần này tiếp này nhé và chẳng như thơ mày bà thật bảo bà thân là kỳ bình nhé chẳng thật xây hóa sale thì bắt đầu thành sale thì mình lo kia được thì sale thì bắt đầu thành sale thì ba thôi bắt đầu thành sale được vậy bà trên những kênh câu từ lại nhé bà trả lại chẳng dừng thôi copy nhưng bà nó nắng dừng rồi dừng ai trả được bà
chẳng là bị đại sale há dương thế mà dương phải true false dương tới đâu true false đúng là hồi đấy và đấy nhóm vô tập và năng nhóm phải cho lại những viên đại đại sẽ tới dương cuối thứ mấy và cả chưa cầm nạn cầm thì tới nè và cả chưa cầm nạn cầm thì vô tập ra tới chẳng những ai tay mở bàn mới và nhú những khi bị bả cái đấy và đấy trong cái chỗ tình này xong mẹ luôn bà xin mẹ ưu thọ đấy là chung cho xíu đúng không xíu ok vì refresh tình này hay vì bảo bất control thì bất bất tình xíu được bình thế mà bạn chẳng bạn nên cứ chia operation xíu của dựng nét bạn create new record chắc những ai plan navigation bản thân bạn nhé, tạm ơn đấy, bạn này là có tìm vào mùi bây giờ. Bạn đấy bạn đấy, save. Và nó sau cam phim mắn, đi tiền. Nó sau update, nó sau ấy, delete. Nè, bạn chắc những từ update bản tỏ. Nhấn muốn đừng update, tỏ dương ấy, cho chị đi dần. Chắc những từ mù từ căn record nào mùi dẫn. Nè, ở lời cục dương của bộ nơi record tìm mắn. Record ID, customer name mắn, lấy bạn. Chẳng tỏ dừng cho chị đi máu vì đừng bao tay bóc ở dừng phương cả cái bài tình này rồi đấy mà chẳng xâm ra phải đi vĩnh nè bà dừng con tập bao tay bóc ở cái cài bóc bà này và toàn tiếp những bao bà thân update ở cái vĩnh nè bà chẳng dừng cho tới thì nâng khả năng bà thân edit nè bà mình đủ bốn dừng tới mấy bao tay bóc ở kế đó bà copy vào niềm phạm cài thêm rồi mình tới tiếp mà bạn hả hay những đồ còn lại nè đồ bản thân sale nít trong cài tao bản thân update tính các bạn này hả bà xả bò mừ bản thân edit đấy mà tao bản thân này và lấy nhung trong edit để kho tim màn nè tay nè trên nhung trình edit nhé khi vô bài tay bọc người việt mình thấy control gì chết đấy bà bật tầng ngọc đấy bà bật tầng ngọc nè bà hãy dừng cài Python này mọc dừng vào chỗ cài Python này thì mọc dừng cho gì update dừng cho update viên đường ấy viên đường update tầng này nên chỗ được không tại tập bè nhé bà chắc dừng và thân này đít mình là bằng đường ấy lên xô mà xô được nhóm rồi vừa như tơ bằng những xô đó bà ở mờ bà edit mình này nè bà edit dừng từ mấy là pay the user quạt chả là tờ đo tí tăng để con mùi nè nhé chả là tờ để con mùi nè để con nhé và nè dừng cho đi chẳng dừng bảo tay bọc người user cần phải chỗ tình này mình nhé cho những đi máu cái dừng bảo tay bọc người user còn cài tình này mà thế là ngay và chẳng cần phải cài để con mùi nè nhé cần phải chả là tờ đo để con mùi nâng sấn hay cho những đi máu dẫn dẫn bảo tay bọc người user còn cài tình này mà và cố đối à bản thân nhu đã và đô được thật dân đô đã và thân sale nít tạo bản thân update rồi ấy cu rồi bỏ bản thân này đi cứ bản thân này vậy bản thân update chân nhóm bảo bản thân update một mình nhé bản thân sale nó bắt đại chân nhóm ở dù việc mà đại thông cột này nhé và ở dù việc mà đại thông cột này nhưng mới lại ní đấy và nhóm cho nhu viên đang bảo sale thật và cho nhóm cho gì đi vì bảo cảm tiền tiền nhé mà chỉ biết về bảo cảm tiền tiền này tạm chấn dương châu đỏ bản thân áp đặt tiền đỏ bản thân áp đặt có sự riêng cho mỗi đồng bản thân sale đại nhé mà có riêng mỗi bản thân sale đại đấy và chấn nhóm ai copy vì bản thân sale máu hay trong đô đặt lại HR statement như thế nâng bạn chấn trong ai chờ sale đồng tiếp tất các bạn muốn được bốn trong change version chia viên user có đặt vào châu tình này thế đấy và nhìn xem if not do validation và xin bà user có đọc chỗ tình đấy trong mọi video thường nhé và tại bà user có đọc chỗ tình đấy được trong tay bọc thì customer name đang thì company name hỏi dưỡng ai chấp đam execute update statement bạn nhé và execute update statement bạn dưỡng execute update statement mình đã bốn trong bà cả thêm mùi thì actual đúng không thì chỉ sting thôi đấy chân cái lại nếu dương tới ấy sẽ update statement bao giờ nhé và chân dương update được không cần làm nạc lại
dừng sơ xin đi máu và hào xin nó chăm từ cục pin vô chốt của bạn và update và đó mình đi kìa table name customer rồi mình đi kìa set set hai ba này column hay new value từ ad và dừng update cho column này là customer name smart đừng value thứ mấy tôi đã nói không mình nhé và cái bì mùi bao kìa company name và smart đặt làm lại thứ mấy vào nhé và mạch đỏ clear đại như trên tất và kia viết phone smart làm lại thứ mấy vào và bắt đầu viết email smart làm lại thứ mấy và address smart làm lại thứ mấy hai ba này where complete là sao nhé và where customer id và smart này nhé và update tái à thị trường nát admin id và đại dương và cầm nọt tại phần nọ và tập vào đó chân chung copy vô bìa máu bìa vô bìa vô mà pra này nông cốt bậc chồng và bạch bạch trao vùng của chó các bạn này ở đây thì nhé và bạch trao vùng của chó thì bộ ai dương khẳng mộc ní dương miền bạc vùng của chó này ăn miền tình nhé và những ai trao chế vì anh ấy miền vùng của chó nữa các đau phiền chế bàn vận tay mình chạm bạch thì nhé và mình chạm bạch nhưng trong đại chân các bạn mình mềm mục về nó đạo vùng của thế này chứ nít cứ chia statement này dừng từ dùng mà phải đó hai đồng lại và lọt được nông single phone nít cứ chia đồng lại đại dương từ vô máu và trôi được nông update statement bây giờ đấy và chứ trong từ bắt đầu bây giờ chia string manipulation dẫn đại phá sinh nhà đồ lá là bởi vì số to string nhé và là bởi vì số to string đấy toàn tiết bằng trong chập làm cái và đâm lại cái lại những cái vô pin này vô pin tay bắp thiệt chí customer name nhé và chân nhầm dây time curly bracket thiệt chí customer name đặt tịch nhé và đó, cho đâm lại cái lại này cứ company name chân nhầm time curly bracket thiệt chí company name đặt đặt tịch nhé và họ bắt đầu tiết phone và curly bracket thì chỉ phone đặt tịch nhé và email được như thế và curly bracket email thì email dot đặt tịch và để sau pi tiết address ai đừng ấy id nhé và họ thì chỉ address đặt tịch cho nên lẽ khăn và dương dương update tại thị trường ná update thị trường đại dương cập vùng đại dương nền kê tại đó đấy và dương châu tại thị trường mình này chân ID vào biết này ID vào biết cứ thị trí customer ID các bạn đặt tay là nó đấy mà hỏi biết cứ chi HR statement bao nhiêu nhé và rồi hỏi bạn dương ấy execute nơi update statement bao nhiêu nhé bạn execute update statement bao nhiêu cứ dương prai HR command đã đạt HR command và này command smart new HR command còn tiếp nhân sự command bật command text mà này HR còn tiếp thì phí cứ connection và ta HR command nó dừng execute từ lưu đại tập bạch mùi nè nhé và bạn trong cáo cứ dừng chấp đạo mà vì execute đòi prime method execute none query nhé và execute none query và và sân bảo vì execute termin error cả lãng nhé và vì nâng crash application nâng hạ chân nằm bấy cả phía control của mọi min error dân cô ta phải của mọi crash application nhưng ta phải trải khai bị thay một tình hạ nhé và đó ở đây trong cái đá phía ẩn min bằng hai đi chân dân mấy message rạp chủ sở vào nhó message bọc tập số nhé và đây cái customer đó has updated successfully. Ồ, nghe. Cái câu. À. À rồi. Thế mà update successfully. Rồi. Chứ nhưng mà đặt vào đây cái đồ trang bạn bạn những ai sẽ update thêm một tí mà. Load data. Ta load data vì load bia tập bộ mà muốn này nhé. Bà load data. Bà.
chén đấy bà lấy cho mu từ để kho tim bạn để kho tim bảy nhầm chuẩn chỉ đi nhé bà nhầm thay lấy tu sập như thế bà nhầm thay lấy tu sập đã tới sốn và học tập mùi nhé bà một tí bảy của toàn mùi nhé email tay at hotmail.com hay address cưới bà đồng quên như chúng ta update đấy và successfully và nếu bị update được trong link thằng hai đấy và chân dương tâm mưa được không đại tâm bạch bị update đại ọt đấy nhưng anh chỉnh mưa được bạn chân mưa đại tâm bạch tới dương khơi bọt ở miền mày tây chôn mưa nắng và dương bàn thay mình ấy thay lấy tu sắp thay email thay mặt trời hệ quạt đấy và chân phố update và nắng là sọ trong cao gì đấy à mấy là toàn bạn bao bản thân này kia bên không đấy là toàn bạn bao bản thân này kia bên nhé chân dương ấy và copy nè copy đặt tiền này và ý cả hôm nay đó thế và đầu tiên mình cả mình cho mình là cô này lại nam đại đầu đại đại cho làm đấu như thế mấy ai bằng cả cầm chia cùng đặt cầm thì nhé bàn tay bây giờ đặt lại nhắm tên thành đường c nó khóc như thần tinh nhất đấy đồ anh đang chỉnh màu mà này nhé và nửa sau trong tháo cứ ấy delete nè và delete đi chừng delete delete admin trang bài chạy mới tế nhưng cần là su quạt confirm bị quạt là quạt tập chia trong lúc tầng này đừng mấy nọ đó và chừng những mới delete chừng dừng phải chọn delete 12 đấy và phải chọn delete 10 đây này à vậy từ được nhau mấy đấy và dây được nhau này và chừng chậm vô video nâng tầm mưa và thay đấy hai dương tầm miên phi form tiết đấy tầm miên phi form tiết đại dương ai vô tầm mưa và thay nè và chấn bi blog application đang ở trong một mình nè mà bay form men bay form mới của nơi miên là form new và form đi mùi tiền này và trả à ti à tầm rong ti pi tầm rong ti bay nữa miên pi form thay tiền nè và thưa ban tra anh ta ở miền này tiền đấy và ta đọc tầm po chưa cả miền này nhé tạ chẳng delete pin vào đó delete đấy chẳng cái lại nick trong browser mình xây bọc mùi sẵn là mới confirm user thành đấy mà chẳng cái lại nick trong bậc hà thì muối đã lọc result nhưng đã hà confirmation đấy anh em xây confirmation nhưng bậc hà user qua tại khứ browser mình xây bọc đặt số đấy đặt trong bọc hàng loại thì muối cứ mình xây content là trong mình xây nhấn nhưng đã hà ai user to delete this record nè và nè và tao biết đấy caption cứ title là bằng mày xí cứ confirmation nè và confirmation và tao biết cứ option nhưng trong ở phía sau bản thân chuẩn luôn của mày nè mày xí bọc bản thân nhầm sâu vậy pí cứ dạy nó nè và tao biết mày xí bọc icon nè và mình sẽ bỏ icon cứ question nhưng mà sau icon question icon sẽ nhả su nè và phần này nè ba lấy bản thân nó mình đã ok ta bờ dễ cú vì biết mình đã mình dễ nâu option nó vì anh mình dễ tại và chẳng đã ta ok mùi tờ mình cho tiết đã ta ok tờ nè à you so you want to delete ok và và mình ok cái nơi đó nơi đây này mà nơi ta lục này nên cứ chia confirm message vào dương thấy bạn dương check mơ dần nè hiện tại ấy if confirm confirmation mà đang đại lọc thì giáo đọc trẻ được á và chắc bạn dương ấy lục nè và chân cái lại nick trong auto say control trẻ tí nhưng ta person vào vì ấy mà no no khi mà vì ấy trả trình ở đó việc thua to tiền đấy, thưa bác, mà tại bậc cao bị nấu như là vậy, bộ option như là pi, nhưng như chạm đam bị chịu cầu thì dừng cả cầu, nhé, mình sẽ phải trả trở về nhé, và chứng và to tiết, nhom bậc cả thì muối và bên tầng này chỉ string, muối chỉ l, hay chạm đam implement the select statement, delete statement mà dừng, nhé, delete statement, chứng delete statement mà dừng thì mấy, và delete from và tóm tiết là cái table name được á,
bà delete from customer đấy bà dương on time lại khăn tí chẳng bên này là lúc tần đây chẳng hoặc trên video nâng bàn tay dương thời gian lúc tay là khó tay dương select nâng tầm lòng đó delete cái delete from customer where customer ID smart nâng ID link của màn chân tầy đó bà tập đoàn dương thời gian lúc tay bà tần đần ấy đại nơi khó nóng đại tập bệnh tay là khó nguyên nâng tì đấy bà chân dương copy vô bì màu bì màu dương hạ bì bì châu lấy customer ID mà đây là customer name bạn lúc customer name bạn đấy bàn tay customer name vì are unique bà vì ID mua chọn bà vì ID mua chọn này nhé chẳng dừng vô ló dừng ra ID bình nhé bà chẳng lại nhé xong đô đã từ thêm sinh nhà tàu là một mốc vì fly to chia sting manipulation bà hãy chồng vô bì nhé chứ vô bì customer ID đó tạch bình nhé bàn bàn HR statement hỏi bạn delete statement hỏi chẳng những tất cả mấy đồng mấy execute viết và HR command thì cứ HR command tại chứ mua object của chống smart new HR command anh ấy object nhé đại lên đấy và những bọt tên check của bạn này viết tiền ta làm hành tên chẳng bạn hỏi bạn như ấy set connection thì anh tới set connection object connection và dưới cưới con ở đây chẳng object con ý ní ấy mà chia mua là hai đại chống bà cà viên là càng lớn đi nhé nhưng bà cà viên là càng lớn số trong thời gian vô tập ra sẽ lại sinh sinh tiết được nông phong bây giờ và bà toàn tiết bà dương execute nan query nhé bà hỏi execute chọc hỏi dương bà hàng mình sẽ bọc ở user còn khứ đúng không customer has deleted successfully nhé bà tỏ bị delete hai cho mình lâu data màu nhé bà lâu data thay mày nhé bà lục bà thay chẳng ai bị refresh tần này màu sắc mày chọc đi delete đấy bà giờ user dương đừng swap càng như thế nào cứ gặp cho bây giờ click như lâu thằng mày click mày bây giờ bạn thế nào ồ nâng tầng mười một tiền bây giờ tập ra bạn nhìn swap đấy bà ở đây trong đường cài cái này nào tôi vô ID vào vì trong bạn cái lại nâng cư nhung cái thà số tỷ ở đây thì những ai trao cho mình những bạn gì sọt nhung vô ID bảo bạn gì sọt bạn chăm nhung trách mưu và thay tiền này bà vẫn thấy cái lại nâng cư và dân bà dương vô tình đấy vì nhé cho tụi bà hai nhìn đấy nhung cái thà bán được cái gì thà nhưng mà đơn thà viên khó cái lại ấy đấy bạn nhung vô ID bảo việc bạn thì bị bạn gì sọt nhé bà click ở phía bà hai nhận lời đơn đại nhé nhưng mà cái lại trong tâm một thời gian thì bà thì vào cho mùi navigation bản thân đấy và tâm bất tức bản thân tại nhưng mà đang đã bị khó ID đấy và nhận dụ ID chăm nhầm trái dạo lấy dùm mơ delete trong trào nhé và lấy cho mù tờ record như này record tay nhé nhé nhầm delete chẳng biết đừng xua ai dù xua you want to delete the record nhé mà nấu bị áp lục tiền tại vì dừng cho chết và vì đừng lục tình này nè nhé customer has deleted successfully ok mà we refresh mà bắt ở tình này nè nhé ở đây chung là mình chung ta tẹt này nhé và bắt ở đây ní cư chiếc với thị xác năng cá lục tình này nè và nó không để tình này bây giờ chọc xâm khăn cư sạc mà phim tiền buôn như anh tại dương tư bây giờ nè và nửa sau tùm rông tí pi nâng tùm rông tí bay thiệt đại nhạc hiện tới phơi trong thèm nè và người ta lại nè dừng vừa hỏi dừng mưa câu nâng tới nè bà hỏi dừng vô viên tập ra cho mùi nâng thế bò đọt tay thiệt nơi thế bò thiết vendor thế bò thiết bà employee hay là ấy ai thâm mùi thiệt nữa bà phục vụ lịch hay là bàn trẻ dân bình lòng bà tỏ bị chọc lịch nâng hỏi sao bà đã cáo ý khi mà ai trẻ dân bà lòng trẻ dân khi mà ai tập xe mùi thiết bà khi mà ai tập xe thì chẳng trẻ dân phải check hay là adjustment tầm rung đôi khi đi nè ba dương bàn xem phò là thế nào thì ai vô tầm mưa cái lại những bàn là này chấn sầm ram ba sầm ram ní dùng miền bắc nâng đấy tái complex nhỉ rung lắc này phong ấy và lóng trên của nâng chán đấy ba và lóng trên của nâng chán chưa mau tới chấm nong chưa mau tới thọc thị trí u thọ thà chấm tới cà tiền vô à tệ thì chun u thó quá thế nè bà chấm ao chấm nong chừng ao thọc hít mùi
nhóm tới cả tin vô bỏ ra miền đồ thể chốn thế bà đài đài bán tính nè bà đài bán tính bị dưỡng á bà ở tập rạ chạp bì mà bỏ ra là bà đài bán tính bị đài bán tính bị cổng hôn dưỡng đài chạp bì tập rạ mà bỏ ra là ở tính chung mùa thể chốn tiền lại nà đó ý ở đài bán tính bị cổng hôn dưỡng lớp bì mà bỏ ra là nhớ ưu thó nè dân dân sẽ ở statement bởi dân bảo thầy bài mạch nhé bà cũng không bài mạch nghe bài đăng này nhé chân dân tâm ơn insert statement update statement delete statement năng ấy select nhé bà select chân bà tạm chào đấy bà chân statement đẹp bùa nâng xung khăn đấy